gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Quác tử với một câu chuyện rất hay à, câu chuyện này sẽ khiến cho chúng ta đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác có rất là nhiều điều bất ngờ nằm ở cuối câu chuyện ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé một buổi sớm tại làng phú hà khi những tia nắng mai còn chưa kịp vương xuống cái lũy tre thì ở phía xa xa đó có mấy người nông dân ý ới gọi nhau bắt đầu cho một ngày làm việc mới nhóm người kẻ cắp thúng mùng chứa những thứ nông sản hay một vài quả trứng giam cân thịt heo gà người lại cầm dây thừng dắt con trâu đi trên con đường làng cười cười nói nói nom nhộn nhịp lắm cũng bởi trời mùa hè thời tiết thường hay nóng gắt cho nên vào những ngày này, người dân ở nơi đây vẫn thường hay hoạt đồng cấy cày hoặc mở những phiên chợ vào lúc rạng sáng. Cao lắm thì cũng tầm hơn 9 giờ là ai lại về nhà nấy. Đi chung với những người nông dân chân chất ấy có một cô gái độ trưởng 17 tuổi, dáng người cao ráo, mặt mũi trông cũng rất khả ái. Nếu không nói là hoa khôi hoa hậu như lời mấy ông đốc ở trên tỉnh lỵ hay nói. Người làng này cũng chẳng biết gốc cát cô ấy ở đâu chỉ biết cách đấy cũng phải tầm mười mấy năm gì đó Tự nhiên thượng nguồn con sông lớn chảy qua làng Nổi cơn thịnh nộ Chút một cơn lũ lớn Nước cứ thế theo nhau từ chỗ cao kéo đến chỗ thấp Nước tràn qua đê Nước ngập mái nhà Nhấn chìm hàng trăm mẫu ruộng đang trong thời kỳ lúa chín Cùng với đó là rất nhiều người không kịp chạy Cũng bị con nước cuốn trôi Người may mắn bám vào được một thứ gì đó trôi ngang như cây gỗ Hoặc bất cứ cái gì thì coi như có cơ hội thoát khỏi một kiếp nạn. Còn những kẻ kém may mắn thì thôi, có lẽ cũng chả cần nói đến. Nói đến đám dân đen sau khi bỏ tất cả lại mà chạy lên ngọn núi sau làng, bấy giờ chỉ còn biết hướng mặt về nơi mình đang sinh sống mà rơi nước mắt ngậm ngùi, nhìn những thứ của cải bao nhiêu năm tích cóp của mình trôi theo dòng nước dữ. Một vài giờ đồng hồ ngắn ngủi mà họ đã mất cả từ châu bò lợn gà cho đến cả người thân có khi còn đang bị vùi thay dưới dòng lũ đục ngầu kia. Xong lại chưa kể đến một đống siêu thế phải đóng cho đám cường hào ác bá, mà có khi giờ này chúng nó đang hốc chân gà, mỡ lợn béo ngậy trong cái phủ lớn nằm trên gò đất cao ráo. Chứ đời nào ngó xuống để thấy cái cảnh khổ ải của người trốn cùng đinh này. Rồi cũng may đợt thiên tai đó đến nhanh mà ra đi cũng vội vã chả kém phần. Chỉ chưa đến ba ngày sau, nước đã rút hết để lại một đống bùn đất phủ sa lầy lội khắp nàng trên xóm dưới. Cùng với đó là không biết bao nhiêu cái xác chết từ động vật cho đến thi thể người nằm rải rác khắp nơi. Kẻ úp mặt trên bờ đê rồi lại có khi bắt gặp vài ba cái xác vắt vẻo trên cây hay mắc vào mái nhà của một người nào đó trong làng. Tất cả đều thi nhau bốc mùi hôi thối đến lậm giọng và còn là nơi trú ngủ của cả trăm con giỏi tìm kiếm thức ăn khiến cho người làng này phải vất vả lắm mới có thể xử lý xong. Phải nói thiên nhiên chả bao giờ lấy hết của bất cứ ai cái gì, dù là chút thiên tai đấy nhưng lại mang theo bao nhiêu là gỗ quý xuôi dòng đọng lại ở khúc sông đầu làng. Vậy là người dân tay thừng tay cháo kéo nhau ra đó, vớt cơ hồ toàn là những khúc lim, xến, táo, không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Trong cái đám người đang hí hửng vớt thứ của cải từ trên thượng nguồn đem tới ấy, có một người thanh niên độ hơn 20 tuổi đang chèo con xuồng kéo theo một khúc cỗ lên thì bỗng anh ta thấy có một thứ gì đó nhấp nhô theo con nước nhìn cái thứ ấy xa xa nom cưa tròn tròn nhỏ xíu như là trái bỏng mà bọn con nít hay đá ở đầu làng thế lạ là lạ anh này mới nheo nheo con mắt để nhìn cho rõ xong chưa đầy phút sau anh ta giật bắn báo cho mấy tay lực điền bớt củi gần đó rằng thì làm mà có xác chết trôi. Đợt đó xác chết đuối nhiều chả đếm hết, nhìn thấy thêm một cái thây nữa người ta cũng chả, chả có muốn đụng tay. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, thấy cái nghĩa tử nó là nghĩa tận, cuối cùng họ cũng đành phải rẽ nước tiến tới chỗ cái xác đang dập dành trôi kia. Đến nơi thì thấy cái xác ấy là một người đàn bà miền ngược, đang bởi trên người cô ta, bận một bộ quần áo thổ cầm thịt da ở một số chỗ đã bị cá tỉa đôi phần trông rất thảm thương. Ngoài ra còn điều kỳ lạ nữa là trên bụng người đàn bà xấu số, số đó còn có một đứa trẻ sơ sinh đang ôm chặt lấy cô ta. Đứa trẻ đó da rẻ tái nhợt toàn thân ướt sũng, giờ là cũng về thế giới bên kia theo mẹ của nó. Cho đến khi một người sờ vào cái thân thể nhỏ xíu ấy và giật mình đánh thót, miệng á khẩu, một hồi mới có thể thốt lên hai chữ còn sống. Một người vớt xác cũng thấy quả thật là chuyện xưa nay hiếm cũng sở tay vào thử. Thấy đúng là đứa bé này vẫn còn đang thở, nhưng xem chừng là yếu lắm rồi. Chả kịp suy nghĩ nhiều, anh ta liền vội vàng ấm thẳng đến nhà thầy Lang Trần. Sau một tuần tận tình cứu chữa, cuối cùng con bé cũng qua cơn nguy kịch. Còn người mẹ ấy cũng có một nấm mộ nhỏ, coi như là mộ yên mà đẹp. Sau khi chữa khỏi cho đứa bé may mắn ấy, ông lang trần giữ nó ở lại chăm sóc một thời gian vì là chẳng ai biết tên thật của con bé là gì nên đành gọi tạm nó với cái tên may ý chỉ là sự may mắn ý chí sống còn mạnh mẽ của nó và cũng chẳng biết cái tên mang ý nghĩa may mắn của đứa bé đó có thật là mang đến những điều tốt lành cho tất cả người lang hay không mà một năm sau khi đến làng hà này cái đám cường hào ác bá kia cứ phải nói là rụng như sung chín thối kẻ không chết thì cũng bị mẫu quốc cắt chức có khi còn bị đẩy đi lưu đày biệt xứ cái sự may mắn ấy là của người làng còn về phần may thì lại trả như cái tên của người làng đặt cho cô bảy tuổi người thân duy nhất của cô là ông lang hoàng gặp phải một cơn bạo bệnh nằm liệt giường hơn tuần trăng rồi khăn gói theo tiên tổ để lại người con nuôi bơ vơ một mình âu cũng là số con bé may nó lênh đênh bập bềnh như cái cách cô đến đây từ đó cô gái nhỏ cứ như bông hoa dại lớn lên trong vòng tay bảo bọc của người dân nơi này thoáng một cái đã trở thành một cô thiếu nữ nhan sắc nhất nhì cái làng cái tổng này đêm qua cô may thức khuya say bột làm bánh để sớm hôm nay trên tay cô cắp một cái thúng chứa đầy những thứ bánh gai bánh nếp vừa đi vừa rao vài câu quen thuộc mời gọi người đi đường mua ủng hộ cô được cái làm bánh ngon với khéo ăn nói cho nên lần nào cũng chỉ độ một nhoáng là bán hết sạch Hôm nay có vẻ cô còn đắt khách hơn mọi lần Cái thúng chứa đầy bánh Vừa mới bớt còn đang bốc khói nóng hôi hổi Chưa ra đến phiên chợ làng Cứ thế vơi dần rồi hết sạch Mày đang định quay về nhà nghỉ ngơi Để chiều tiếp tục làm một mẹ bánh mới cho ngày mai Thì ở sau lưng cô Có tiếng của một người thanh niên Mày Nghe âm thanh quen thuộc ấy gọi mình Cô lập tức quay về phía người thanh niên Rồi nở một nụ cười e thẹn hai má cũng theo đó ửng hồng lên dưới ánh nắng sớm lại càng điểm tô cho sắc đẹp của cô người thanh niên vừa mới khỏi tên cô thấy thế cũng nở một nụ cười tươi rói mà trong lồng ngực quả tim như muốn nhảy loạn bởi người anh thầm thương trộm nhớ chính là cô gái trước mặt về phần may cũng thương thầm người thanh niên này từ lúc nào mà chẳng hay nhưng là phận con gái đâu thể nào ngỏ lời rằng mình cũng mến người ta thành ra suốt mấy năm trời Tình cảm của hai người cứ thế âm thầm lớn lên Theo đúng như câu nói Tình trong như đá, mặt ngoài còn e Bốn mắt nhìn nhau e thẹn một hồi chả ai lên tiếng Cuối cùng cậu thanh niên kia hít một hơi lên tiếng bắt chuyện May, mày còn bánh không bán cho anh một cái Mày nở một nụ cười tươi đáp lại Này anh Tuấn ra hơi muộn, bánh em bán hết rồi Tuấn đưa tay lên cái gãi cái đầu đáp lại à sớm nay anh phải say cho xong mẹ thóc trong phú mão à không sao đâu anh ở nhà em vẫn còn mấy cái để trưa nay à, ăn nếu anh muốn có thể ghé qua nhà tuấn nghe vậy thì thấy trong lòng sướng hơn bắt được vàng anh ta thầm nghĩ chả phải lời nói vừa rồi là muốn dọn đường cho mình hay sao ừ, vâng trưa nay mày ở nhà anh sẽ ghé qua tuấn đáp với một vẻ mặt tươi rói Chiều này nhất định anh sẽ nói hết tiếng lòng của mình cho may nghe rồi đây cả hai sẽ phải chung sống với nhau bên mái tranh nghèo đôi ba năm sau có thêm thằng cu con hiếm cuộc sống cứ phải gọi là như mơ chỉ có điều đời nó chả bao giờ để ai sống trong mộng bao giờ bởi ở cái làng hà này ngoài tuấn đa còn có một người nữa cũng thầm thương trộm nhớ may kẻ ấy chính là bảo đứa con trai duy nhất của ông phú hộ mão Nói về bảo kia, hắn vốn là con vàng con bạc của người giàu nhất nhì cái làng này. Từ xưa đến nay, y muốn cái gì, chỉ cần mua được là lão phú hộ đều đưa về cho thằng con trai mình cả. Có nhiều lần ngồi trong sới bạc ở trên phố huyện, thằng quý tử tự tin vỗ ngực bình bịch mà rằng: đ, 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 "Đại thi, thi, thiếu thiếu gia bảo ta đây, trừ ch ông trời còn tất cả đều có thể thể thể, thể nói cha ta dùng tiền mu, mu, mua về." khổ Đúng là đại thiếu gia thật đấy Có thể dùng tiền mua mọi thứ trên thế gian thật đấy Nhưng lại chả thể nào mua được tình cảm của cô thôn nữ tên May Và tiếng nói lưu loát phát ra từ trong cổ họng hắn Thành ra mỗi lần thấy Tuấn bắt chuyện với May Là y như rằng trong lòng thằng này Máu nóng lại sôi lên ủng ục Vừa nãy cũng vậy Bảo đứng ở một góc vô tình thấy hai người e thẹn nhìn nhau Hắn tức tối lắm vì biết chỉ có kẻ đã có tình cảm với nhau mới có những hành động như vậy. Nhìn bóng dáng người mình thầm thương trộm nhớ mà chẳng đường đáp lời, khuất dần trên con đường làng. Bảo bất giác, siết chặt tay, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. Cái sống đời, thứ gì càng làm cho người ta thêm đau buồn thì lại càng muốn dấn thân vào. Và gã công tử này cũng không ngoại lệ. Bảo biết trưa nay nhìn cảnh tượng Tuấn đến thăm may, nó sẽ đau đấy nhưng hắn vẫn lén lén lút lút núp trong bụi để nghe cuộc đối thoại của đôi bạn trẻ. Để rồi lỗ tai tên quý tử ấy phải nghe cái thằng làm thuê cho cha mình nói ra mấy câu yêu thương với người con gái trong mộng. Và cô ấy cũng đã đáp lại tình cảm của thằng khổ rách ấy. Nhìn cái cảnh tượng đôi tình nhân trẻ quấn quyết lấy nhau mà trong tâm can bảo như có hàng ngàn con dao nhọn cắt vào tim căn. Sau cái buổi chiều định mệnh ấy, tên quý tử của nhà phú hộ bão ôm cái mối tương tư chả thiết ăn uống gì đến độ lăn đùng ra ốm liệt giường. Lão phú hộ mão nhìn thấy thằng con vàng con bạc của mình ngày càng tiều tụy, cảm thấy trong lòng lo lắng không nguôi. Vậy là ông phú sai gia nhân mời hết thầy lang có tiếng từ khắp làng này xóm kia, thậm chí ông ta còn dùng số tiền lớn lên tận tỉnh lỵ mời cái gã đốc đốc gì đó lái xe hơi về làng khám cho con trai mình mà cũng chẳng thể nào soi ra cậu bảo mắc phải cái chứng bệnh gì cả đốc lẫn lang cuối cùng cũng chỉ còn cách lắc đầu cắt cho con trai lão phú mão vài tháng thuốc bổ xem chừng chả giúp ích được gì qua một tuần trăng bệnh tình của bảo lại càng trở nặng bây giờ trông thân xác cậu quý tử chả khác gì cái thây của mấy kẻ ăn xin chết đói ở gốc đa đầu làng bà lâm là vợ của lão phú hộ nhìn thấy con trai mình khi không lại bị mắc chứng bệnh lạ nào là lang tàu đốc tây thì nhau bắt bệnh không xong thì đổ vạ ngay cho là bọn ma quỷ làm mặc cho lão chồng mình lên tiếng ngăn cản vì cho rằng cái sự tâm linh chỉ là mấy câu nói nửa bịp của đám mù dở bà phú sắm một quả lễ cùng với con hầu tìm đến một lão thầy bói tên phong có tiếng ở làng bên nghe đầu lão này soi giỏi lắm đến cái bồ thóc nhà người ta chứa bao nhiêu củ khoai gã chỉ cần bộ quả cau ra một cái là tỏ tường cho bằng hết đến nhà lão thầy phong Bà Lâm sai con hầu sắm mâm lễ lên trên bàn thờ, còn mình thì rút luôn trong cái túi vải, dắt ở cặp quần ra một chỉnh bạc, đặt cái cột lên cái đĩa đựng tiền lộc. Mặc dù trong lòng cũng có chút suýt xoa, tiếc nuối. Lão Thầy Phong nhìn thấy tiền, đôi mắt đang lờ mờ, lập tức sáng rực như đèn treo ngược ở trên phố huyện. Lão định toàn đưa tay chộp lấy cất vào trong túi, rồi lại nhận thấy làm thế mất hết cây uy nghiêm của một thầy pháp cao tay đành e hèm lên một tiếng rồi hướng ánh mắt về phía bà phú lâm bà muốn tôi coi ra đạo hay làm ăn bà phú nói giọng cầu khẩn dạ thưa thầy tôi muốn coi thằng con trai tôi không biết làm sao mà nó bệnh cả tuần nay rồi lão Phong đưa tay ra hiểu bà phú không cần trình bày thêm đoạn ông ta đứng dậy tiến đến chỗ bàn thờ tổ rút ra mấy cây nhang thắp lên sau đó lầm rẩm khấn vái gì đó mà bà phú nghe chả hiểu cái gì cho đến khi khói trầm lan tỏa khắp căn phòng lão mới lấy xuống một chùm cao xanh đặt trước mặt bà phú bà cấn ra tiền ông bà về đây sang tay cho tôi xem nào đấy Lúc nãy qua đầy trả thèm báo cho mấy cụ ấy một câu thảo nào mời mãi không vào. Bà Phú nghe thấy vậy lập tức chắp tay lại khấn khấn vái vái Bên kia lão thầy Pháp tên Phong rùng mình một cái, bứt luôn một quả cau đưa lên trước mặt. Dùng con dao đen óng, bổ một đường ngọt sớt bắt đầu phán. Bổ cái quả cau này ra. Đây này, ta thấy. Con nhà bà là không phải bệnh thường đâu. Này nhớ, nó thích một đứa con gái. Ôi trời ơi, con này nhá nó đẹp lắm đấy. Nhất nhì cái làng Phú Hà phải không? Dạ, làng có con bé con bé đấy nó đẹp lắm. Bà Phú Lâm đáp, thầy Phong gật gù. Ừ, thì cứ đúng nhận sai cãi cho thầy. Nói rồi, lão lại bổ thêm một quả nữa, mồm vẫn thao thao bất tuyệt. Úi giời, thế mà cái con kia nó có chịu thằng này đâu. Đây này, đây này, các cụ chỉ rõ trong cái hạt cau này. Lão nói tay đưa cái miếng cau về phía bà Phú Lâm. Mà khổ, Bà ta vốn là người trần mắt thịt thì sao mà thấy gì ngoài cái màu thâm xì của hạt cau giống y như cái bờ môi của lão thầy bói trước mặt. Ôi giời đây này, hôm đó thằng con trai bà nấp trong bụi nhìn chúng nó tỏ tình với nhau, rồi về nhà lăn ra ốm vật vã, phải không? Bà Phú thật không biết chuyện này nhưng vẫn gật gật đầu lấy lệ. Mẹ bố cái thằng ngu, ngồi ngay ổ kiến lửa nó đốt cho sưng cả. Thầy Phong buột miệng chửi xong lại im lặng, Lão nhìn bà Phú Lâm thở dài nói tiếp Thôi cũng chả cần phải soi nữa Thằng quý tử nhà bà đã bị tâm bệnh Bà Phú nghe thấy hai từ tâm bệnh thì chả hiểu gì Liền rướn người về phía trước Thế bệnh này có phải cúng kiến gì không thầy? Thầy Phong xua tay đáp Mà hình như mắt lão đang để ý vào một điểm Còn bà có phải ma nhập quỷ hành đâu mà cúng với trả lễ cứ về nhà lấy cái con bé mà con trai bà thích về làm vợ cho nó thế nào mà chả khỏi làm vậy liệu có được không bà lâm tỏ vẻ nghi ngờ lão phong nhếch mép tin thì tin không tin thì thôi cứ cầm tiền về tôi chả dối hơi à, à, ấy ấy chết tôi làm gì có ý đó bà lâm nói lão thầy pháp hử lên một cái xua tay Ờ ừ, vâng, tùy ý bà. Thôi, xe ra cho thầy làm việc. Gớm, ô cả mâm bánh dày và mặt thế này thì làm sao thầy hành pháp? Khổ, chết 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 chết. Nói rồi lão đứng dậy đi vào nhà trong còn bà Phú cũng vâng vâng dạ dạ rồi cùng với con hầu rời khỏi nhà thầy bói. Về đến nhà, bà Phú Lâm đem cái sự mình vừa mới được lão thầy Phong soi cho kệ cho chồng. Lại được chính miệng thằng con trai mình xác nhận thì lại càng thêm phần thán phục lão còn về phần ông phú mão sau khi biết sự việc mặt đỏ phừng phừng tay cầm chén nước ném cái vèo ra ngoài sân bởi thực tâm trong lòng lão muốn con trai mình vào làm rể con nhà ông đốc ở trên phố huyện đối với phú mão đấy mới chính là trốn môn đang hậu đối gấp trăm lần người con gái quê mùa kia mày muốn lấy ai thì lấy chứ còn khố rách ấy thì tập cấm phú mão cản dọc bà phú phải xuống giọng năn nỉ hết nước hết cái mà vẫn không lay chuyển được ý chồng. Nhẹ nhàng mãi chả có tác dụng gì, trong lòng bà bắt đầu có đôi phần bực tức. Đấy, ông xem, mấy cái thằng mũi lõ đốc tây đốc tàu mới trên phố huyện, nó đã soi được con trai mình bị cái gì đâu. Lại chả thua xa một ông bói làng à. Thấy bà phố lầm chống nảy mồm miệng tiếng lia thì đập tay cái trầm xuống bàn, xong quay qua phía thằng con trai thấy nó đang nằm lên hừ hừ gần như thoi thóp ở cái giường kê ở trong gian buồng lớn ông khẽ thở dài một cái xong dịu giọng Tội à, tôi biết có bệnh thì bái tứ phương đó vốn là cái lẽ xưa này vẫn thế nhưng khi không lại đi tin một tên thầy bói ở đâu đâu e rằng bà phú lâm liếc mắt nhìn đám gia nhân đang làm việc ngoài sân rồi nói chỉ là cưới còn may cho nó xong thì Nói đến đây bà ghé tay chồng thì thầm nhỏ Đợi khi thằng Bảo nó khỏe lại Ông cứ đuổi mẹ nó ra Làm con ở rồi rước con họa trên phố về làm dâu Thì ai biết đấy là đâu Tùy bà, làm gì thì làm Đừng để cho người ta đàm tiếu rằng là tôi chia rẽ đôi trẻ Không lại ảnh hưởng đến việc ứng cử nghị viên của tôi đấy Lão Phú Mão nói Giọng điệu xem chừng cũng xuôi xuôi Xong ông với tay nhấp một ngụm trà rồi chống cây gậy ba ton rời khỏi nhà. Bà Phú biết chồng mình lại đi qua nhà cụ Lý, cụ mõ tham gia bộ môn dành cho giới quý tộc trong làng, thì cũng chỉ nhếch mép cười khẩy một cái rồi đi vào nhà trong. Một lúc sau bà Phú Lâm gọi một thằng gia nhân lên nhà lớn nói với nó báo với anh Tuấn rằng ngày mai đến nhà bà xây dùng cho mấy cối thóc. Anh Tuấn sau khi nhận được tin đó trong lòng cảm thấy phấn khởi lắm. Anh nghĩ có khi ngày mai lại kiếm thêm được dăm hào đặng bỏ vào cái ống nứa sắt ở cột nhà chuẩn bị mua chầu cau qua hỏi cưới cô may chỉ là người thanh niên đó không hề biết rằng mình sắp rơi vào cái bẫy của vợ ông phú hộ mão hôm sau theo đúng lời hẹn anh tuấn sang bên nhà ông phú hộ mão hỉ hục say thóc cho đến hết một ngày đêm mới xong và trong cái lúc người thanh niên ấy làm việc cho nhà mình thì bà phú lâm đã sai thẳng phương cầm theo hai nén vàng bí mật giấu vào nhà tuấn Phương vốn là bạn thân của Tuấn, thấy lệnh bà lớn đưa ra, biết chắc đây lại là một mưu hèn kế bẩn, định thoái thác. Thì bà Phú Lâm đã quắc mắt nhắc lại số tiền hơn 50 đồng mà hắn vay để chữa bệnh cho mẹ. Nghĩ cũng khổ, năm đó thằng Phương vay có 3 đồng lo thuốc thang chữa cho bà cụ, mà cuối cùng bu nó vẫn bỏ trần gian, để lại cho con trai một khoản nợ biết đẻ. Từ 3 đồng nó nở ra hẳn 50 đồng bạc trắng phượng cãi những cái lý của sân đen làm sao bằng kim ngân nhà bà phú không những thế bà vợ ông phú máu còn đưa ra giấy trắng mực đen in rõ rành rành dấu tay đỏ chói đối lý nó đành khăn gói đến nhà phú máu xin ở đợ để trừ nợ dần chỉ làm thì thấy ông bà ông vải mà nợ thì vẫn y nguyên Mày làm như lời tao nói, nhớ giữ bí mật xong việc tao trừ cho 10 đồng bạc, còn nếu làm hỏng việc thì Nói đến đây bà Phú ngắt lời Đoạn liếc ánh mắt sắc lạnh về phía thằng gia nhân của mình Như một lời cảnh báo vô hình Phương chả còn cách nào khác Đành phải y lệnh bà lớn Mặc dù nó biết làm cái chuyện này đúng thật là thất đức đấy Nhưng còn cách nào khác đâu Nói gì thì nói chứ 10 đồng bạc Nó có đi làm con đợ đến chục năm nữa Cũng chưa chắc gì trả đủ Nửa đêm hôm đó Phong cầm thỏi vàng giấu trong cái ống tay áo đi ngang qua chỗ Tuấn đang hỉ hục, đẩy cái cối say mồ hôi đã chảy thấm đẫm cái áo nâu. Nó bất giác thốt lên khẽ khẽ mấy câu. Tao xin lỗi. Rồi quay bước một mạch đến thẳng căn nhà đất rách nát nằm ở cuối làng, lén lén lút lút lẻn vào bên trong, đoạn tìm ra một chỗ gọi là kín đáo giấu thỏi vàng vào đó. Sáng hôm sau, bà Phú Lâm nghe thằng này thì thầm to nhỏ chỗ nó giấu vàng, thì tỏ ra hài lòng lắm, Sẵn trong túi có vài hào lẻ hôm qua mua thịt cho hai con bẹt dê Lão Phú Mão mới mua của một tên quan Tây trên phố huyện Còn Dư liền tỏ ra hào phóng dối luôn vào tay thằng gia nhân này Xem như là thượng nóng Phương cầm mấy đồng bạc mà trong lòng tự cảm thấy chính hắn còn bạc hơn tiền. Nó thấn thở lê chân đến quán thịt chó của bà Năm, gọi một chai cuốc lụi. Đậu ra chưa uống được nửa chai, thằng Phương đã nghe thấy ở phía xa xa có tiếng người kéo nhau về phía cuối làng. Nó hướng ánh mắt nhìn về phía đó, thì thấy một đám thanh niên trên tay lăm lăm gậy gộc, tay thừng đi theo chân bà Phú Lâm. Bà Năm tay thái một khúc rồi chó mắt dõi theo đám người phía xa thắc mắc. Quái, không biết này có sự gì mà bà Phú lại kéo theo cái đám mồm gầu ấy đi đâu đông thế không biết. Phương nhấp một ngụm rượu xong quắc mắt nhìn bà cụ giọng lè nhẹ không phải việc của bá đừng có lắm chuyện không lệ họa vào thân nói rồi nó để lại số bạc lẻ rồi đứng dậy bước đi bên phía căn tròi nhỏ cuối làng anh tuấn lúc này vừa mới chìm vào giấc ngủ trên cái chóng tre ọp ẹp sau một đêm dài làm việc thì nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm thanh niên trong lúc anh ta còn chưa định thần được bên ngoài có chuyện gì đã bị hai thằng cao to như lực sĩ đạp bung cái vách ngăn xông vào tóm cổ áo dựng dậy Bà Phú Lâm bấy giờ cũng từ bên ngoài bước vào, quét ánh mắt một lượt quanh căn nhà, rồi quay qua nói với đám gia nhân. Chúng mày lục soát cái tròi rách này cho tao. Anh Tuấn bị hai thằng thanh niên giữ chặt trên trống, thấy đám người làm cho nhà bà Phú lục tung đồ đạc trong bụng, không hiểu mình đã gây ra chuyện gì. Liền hướng về phía người đàn bà ăn mặc sang trọng, đang chống nạnh, nhai trầu. Dạ thưa bà, con có bà phú lâm không thèm để ý đến lời nói của anh tuấn tay vẫn chỉ đám gia nhân ném đồ vung vãi để tìm kiếm thứ mình muốn chừng chưa đầy một phút sau thằng gia nhân theo hướng tay bà phú chỉ leo lên cái vách đất lôi xuống một cái bọc vải đến trước mặt chủ nó mấy người dân khi nấy thấy có sự ồn ào cũng tò mò kéo đến xem đông lắm nhìn thấy cái gói vải thằng kia đưa họ bắt đầu bàn tán xôn xao Họ không biết bên trong đó chứa gì mà khiến cho bà Phú phải mất công kéo cả chục thằng thanh niên đến để bắt anh Tuấn. Thì bắt đầu giờ thói đoán mò. Có kẻ còn cho rằng bên trong ấy là á phiện của bọn quan Tây hay mấy lão tránh lý hay hút. Một người nông dân nói nhỏ. Chắc cả bà Phú lại bày ra cái trò gì để lập công với đám mũi lõ. Chỉ tội thằng Tuấn. Bà im ngay, không họa từ miệng bây giờ. Người đàn ông đứng bên cạnh bà ta nói Xong kéo tay bà rời khỏi đám đông Về phần bà Phú Lâm Đợi khi đám người tập trung sự chú ý về phía mình Mới bắt đầu cầm gói vải đến trước mặt anh Tuấn mở ra Thấy thứ gói bên trong miếng vải Chính là hai thỏi vàng che che tỏa ánh kim Trên tay bà Phú Mấy người có mặt tại đó đều tròn mắt xì xào Đến anh Tuấn cũng tròn mắt Khi thấy thứ vừa mới lấy ra tại căn tròi của mình bà phú lâm cầm hai thỏi vàng đưa ra trước mặt anh tuấn ánh mắt long sòng sọc rít lên á à thằng ăn cắp tao thương tình mày sống cảnh côi cút bỏ hẳn mấy đồng thuê mày về làm việc thế mà mày lại ăn cắp luôn hai thỏi vàng của tao không thưa bà phú con nào dám làm vậy tuấn phân trần nhưng chưa kịp nói thêm câu nào đã bị một thằng thanh niên vung cánh tay to như hộ pháp và một cú như trời dáng vào mặt ô tiên sư mày vàng nhà bà phú ở trong nhà thế chả có nhẽ bọn tao ăn cắp à bà phú lâm tay trái chống nảnh tay phải chỉ thẳng về phía anh tuấn mà rít lên à cái thằng ăn cắp mày lại tính nói bà đồ tiếng oan cho mày đấy hả đoạn quay qua nói với đám gia nhân chúng mày đâu đánh chết mẹ nó đi rồi gô cổ nó ra đình làng để ông tránh ông lý xử cái tội ăn cắp mẹ tiên sư nhà nó chứ. Bà Phúc Đức sai người mà Nói rồi Bà Phú cầm hai thỏi vàng Rời khỏi căn tròi rách Còn đám gia nhân y lệnh lao vào đấm đá anh Tuấn Nòm chả khác gì chúng nó tập võ bằng bao cát Mấy người dân có mặt tại đó Chỉ biết lẻ lưới lắc đầu thương cảm cho người thanh niên đó Không biết anh ta đã đắc tội gì với bà Phú Để rồi ra cái nông nỗi ấy Đánh chán Chúng nó lại bẻ quạt tay anh Tuấn về phía sau Dùng dây thừng trói chặt lại rồi túm tóc lôi ra đình làng. Số tiền xu anh nhét trong cái ống nứa chuẩn bị cho đám cưới nhỏ của mình và cô May cũng bị cả đám chúng nó tịch thu mất. Một thằng trong đám gia nhân mau chóng chạy qua nhà lão tránh báo tin. Tới nơi, nó thấy ông Phú Mão cùng với mấy cụ hương thân chức sắc trong làng ngồi đánh tổ tôm, miệng đít á phiện sòng sọc. Thằng này chạy thẳng vào sân đứng trước cái bậc cửa, nét mặt tỏ ra hối hả, gọi lớn vào bên trong. Dạ bẩm cô tránh cụ Lý Bà nhà con vừa mới bắt được một thằng ăn cắp Ông Phú tay cầm quân bài nhếch mép nói <laughs> Thế nó ăn uống gì của nhà mày mà rối lên thế Ông đang chơi Dạ thưa ông là nó trộm hai thỏi vàng của bà nhà mình đấy ạ Ông Phú Mão nghe thấy những hai thỏi vàng Vừa mới bật ra khỏi cửa miệng của thằng Gia Nô Ngay lập tức á khẩu luôn Quân bài trên tay cũng rơi lả tả xuống chiếu phải hơn chục giây sau mới lấy lại được bình tĩnh Lật đật chống tay đứng dậy Chả chả cái thằng mà mẹ nào dám vào nhà ông Thế giờ nó đâu rồi Thằng Gia chắp tay thưa Dạ bẩm ông là cái thằng Tuấn bầu cô ở cuối làng Chúng còn đã cô cổ nó ra sân đình Để ông và các cụ đây luận tội rồi ạ À thế à Mà mẹ cái thằng cố rách đó Lần này mày chết với ông Nói rồi Lão Phú sọ chân và cái quốc mộc mau chóng rời khỏi đó đến đình làng. Mấy cụ tránh lý cũng lật đặt, đặt đi theo. Mấy cụ ấy cũng chẳng quan tâm đến việc nhà lão phú hộ gì rất, chẳng qua có mặt tại đó tí nữa, thể nào chả được liếm phao câu, mút còng gà béo ngậy. Không chừng lại còn có bạc mang về. Về phần chị May sớm nay vừa mới lên phố huyện mua nguyên liệu về làm bánh, vừa đến đầu làng đã nghe thấy tiếng người ta bàn tán. Hỏi ra mới biết người mình yêu vừa mới bị đám gia nhân nhà bà Phú tận cho một trận thừa sống thiếu chết, rồi dạy gia đình làng vì tội ăn cắp. Nghe cái tin ấy, mày như thấy xét đánh ngang tay, thúng hàng trên tay cũng rơi xuống đất. Cô vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến phía đình làng. Tới nơi đã thấy anh Tuấn bị người ta trói quỷ gối ở giữa khoảng sân gạch, mặt mũi sưng húp, tay chân đầy những vết bẩm tím. Môi khô khốc vì phơi mình dưới trời nắng trang trang. Ở phía trong đình đám cụ tránh lý ngồi ung dung dưới bóng mát tay vỗ bàn rầm rầm mà khảo mấy câu như nhét chữ vào mồm kẻ yếu thế đại loại là mẹ cha thằng kia sao mày ăn cắp nhà ông phú rồi là mày ăn cắp bao nhiêu lần rồi khai đa mạo! đấy mấy lão đó cứ thao thao bất tuyệt mà có để cho người ta nói câu nào đâu hễ anh tuấn khẽ mở mồm ra phân trần thì lại bị thằng gia nhà lão phú vả cho một cái đau hơn trời giáng mày nhìn thấy cảnh tượng ấy trong lòng đau hơn cắt toàn lao vào chỗ người thương thì bị hai thằng lính khố kéo ngược ra ô hay cái con hiếm này mày tính phá chỗ xử án đấy à một trong hai người nói rồi cũng định tặng cho cô một cái tát tai xong thấy người này là phụ nữ đành đụt tay lại lúc này ở bên trong mấy cụ chức sắc cũng chán trò tra hỏi một cụ ngáp một hơi rõ dài xem chừng là thiếu áp phiện nói Khai thối làm chó gì, cứ tống nó vào ngục thế là xong Mấy cụ khác cũng gật gù đồng ý Còn anh Tuấn tờ cũng chả còn sức để tranh cãi Mà đúng là anh có nói được câu nào đâu Toàn thật đấy, nhưng chứng cứ rành rành thế kia thì dân đen thấp cổ bé họng như anh Tuấn biết cái vào đâu Cuối cùng đành phải mang trong mình cái án ăn cắp vàng Ông Vũ liếc ánh mắt nhìn bà vợ mình một cái rồi quay qua nói với cụ tránh. Này cụ, mấy quan tây bên mẫu quốc đang cần phu trồng cao su, chỉ bằng chúng ta giao nó cho bọn chúng, có khi được tiền thưởng lại không phải tốn cơm nuôi không nó. Lão tránh nghe xong khẽ gật gù đáp khẽ. Ờ, tùy ý cụ xử Lão phú máu nghe thấy vậy đứng dậy nói lớn. Thưa bà con, tôi thay mặt các cụ ở đây tuyên bố thằng Tuấn phạm tội ăn cắp theo đúng lệ làng thì phải tống giam 3 năm, xong lại xét thấy gia cảnh có phần khó khăn. Với lại số vàng cũng đã lấy lại được, nên cũng chẳng muốn gây khó dễ. Nhưng tội vẫn phải xử. Nay tôi tuyên đẩy anh Tuấn đây, đi phu cao su, để rút kinh nghiệm không tái phạm. Mấy người dân trong làng vốn cũng chẳng biết đi phu là gì, lại thấy lời nói có phần nhân nghĩa của Lão Phú. Trong lòng cũng cảm thấy mình lựa chọn Phú mão có vẻ là đúng mà đâu biết rằng dân gian vẫn có câu nói rằng cao su đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về bụng beo. Lại có câu nghe rùng rợn hơn là cao su đi dễ chẳng về, đứng thành châu chó nằm hóa nắm phân. Ý chỉ những tay phu cạo mủ không chịu được cảnh khổ ai mà lăn ra chết, xong thi thể lại bị đám quan tham đế quốc vùi thấy ngay dưới gốc cao su làm phân bón cho cây. Sau lần xử án ấy, anh Tuấn bị đám khố đỏ trói ở đỉnh làng một ngày đêm. Đến sáng hôm sau bọn quan Tây đưa hẳn chiếc xe tải đến tống cổ anh cùng với một số thanh niên ở các làng lân cận lên thùng chở đi biệt xứ. Thằng Bảo biết tin kẻ dám tranh người yêu với mình bị đày đi, chả biết ngày về, trong lòng cảm thấy vui lắm. Sáng sớm nó đã tọng và họng đến, hẳn hai tô cháo gà to tổ bố. Ông vũ máu thấy con trai mình chịu ăn uống cũng vui lây, ông ngồi bên cạnh giường nó mà rằng Mày cứ khỏe mạnh lên rồi thầy sẽ bắt con mày về làm vợ cho mày Nghe mấy lời đó thằng Bảo lại càng cảm thấy sướng vui Nếu không vì còn đau bệnh có khi nó lại nhảy cẫng lên ấy chứ Và cùng niềm vui với thằng con quý tử của ông Phú Máu còn có thằng Phương Nó thẩm nghĩ phen này đúng thật là mình vừa mới lập công lớn với vợ chồng lão Phú Không chừng còn được bà Phú Lâm thưởng thêm cho ít hào lẻ ngoài 10 đồng bạc kia chỉ là khi đem cái sự ấy nhắc khéo bà Phú Lâm Lại bị bà ấy gạt phát đi Xem như chưa bao giờ buông lời hứa hẹn Phương thấy thái độ đó thì thừa biết rằng Mình ngu đi tin bọn ăn hối Nhưng có hối thì chuyện cũng đã rồi Không những thế Bà Phú Lâm còn phán vào mặt nó một câu xanh rợn. Mày nói tao trừ nợ Có gì làm chứng không? Bố láo Đúng là lời nói gió bay không ai làm chứng thì chỉ còn biết im lặng chịu thiệt về mình. Mà kể cả có người chứng cho lời hứa của bà Phú với thằng Nô Phương này thì chả khác gì. Phơi ra cái việc thằng này là cái hạng tiểu nhân vì tiền hại bạn. Phương thấy con đôi co cũng không lại đành lủi thủi xuống nhà dưới trẻ cùi. Làm được một hồi, nó ném cái rìu qua một bên nhìn về phía nhà lớn. Thấy thằng con phú ông đang đi lại trong nhà, xem chừng phấn khởi lắm nghe đầu chuẩn bị qua nhà cô may bắt vợ càng nhìn càng nghĩ nó lại càng cảm thấy thêm phần căm tức chỉ vì vợ chồng cái lão phú này và thằng quý tử chết tiệt mà hơn một tháng nay nó ăn không ngon ngủ không yên rồi cũng chẳng biết từ lúc nào trong lòng nó thủ sẵn một kế hoạch trộm vàng của nhà lão phú mão rồi cao chạy xa bay thoát khỏi cảnh ở đợ cực khổ tất nhiên tính toán của một thằng gia nô làm sao qua được qua mắt tinh đời của bà lớn khi kế hoạch của nó còn chưa kịp thực hiện thì đã bị tống lên xe trở thẳng đến đồn cao su. Sau khi đẩy thằng gia nô của mình lên đồn cao su xem như chả biết ngày về, lại sẵn dịp vừa mới lên cái ghế hội đồng, lão Phú Mão dựa vào quyền lực mẫu quốc cướp trắng luôn mảnh đất và mấy thửa ruộng của Vương và cả Tuấn. Sớm hôm nay, cô mày đang chuẩn bị cắp thúng bánh ra chợ bán. Từ ngày anh Tuấn bị bắt đi trong thân xác, cô ngày càng tiểu tụy xanh sao Hàng ngày cô vẫn làm công việc của mình như một kẻ mất hồn Đến tối lại lủi thủi trong căn nhà ông lang trần Để lại nhung nhớ bóng hình người thương Suốt mấy tuần qua May làm việc nhiều hơn Có hôm còn quên cả thời gian Cô muốn sớm kiếm thêm nhiều tiền Để băng rừng vượt suối vào đồn thăm Tuấn Mặc dù có ai biết người ta đưa anh đi đến phương trời nào Cô may chưa kịp mang thúng bánh ra khỏi nhà thì đã thấy ở đằng xa nhóm người nhà ông Phú Mão ăn mặc lịch sự từ đằng xa đi tới. Đi cùng với nhóm người đó còn có bà Trang, một người chuyên làm cái việc mai mối thắt dây tơ hồng cho cái đám công tử nhà giàu. Này bà ấy đặc biệt mặc trên người một bộ áo dài màu đỏ cho có phần sang trọng. Chỉ là cái thay núc nít của mụ trông nó lại chả khác gì con đuông dừa. Thằng Bảo đi giữa hai ông bà Phú cũng áo lụa khăn đóng trên tay, cầm theo một cái khay chứa rượu và đĩa chậu cau được phủ lên bằng một tấm vải đỏ. ông phú mão đi bên cạnh vợ mình nói nhỏ: tao cho mày cưới nó nhưng chơi chán là phải lên tỉnh lấy con hoa cho nó muôn đăng hộ đối nghe chưa? bà phú lâm nghe thấy chồng mình nói vậy quay qua lườm lá một cái bằng, Xong ánh mắt sắc lạnh ấy lại trở nên vui vẻ. vừa hai nhóm người của nhà ông phú mão bước chân tới cổng nhà lang trần. Cùng lúc này cô máy cắp cái thúng bánh ra đến nơi Thấy mấy người cửa quan tự nhiên ăn mặc lịch sự Đứng trước nhà mình Thì trột dạ không biết là có cái sự gì Dừng lại một nhịp cô hướng ánh mắt về phía nhóm người Đứng trước mặt mình hỏi Mọi người đến nhà con có chuyện gì vậy? Bà mối cha nghe thấy vậy liền nở một nụ cười không thể tươi hơn Mồm mép xung xoe tiến đến chỗ người thiếu nữ nói là đến đây báo tin vui, báo hỷ. Báo hỷ? Mày lên tiếng cắt lời vẻ mặt ngạc nhiên, xen lẫn lo lắng, bà mối lại tiếp tục. Cô là may mắn lắm đấy nhé. Ở cái làng phố Hà này có ai lọt vào mắt xanh của cậu quý tử nhóm máu dầu nhất Như vùng này đâu. Mày nghe những lời thốt ra từ miệng của bà mối, tự nhiên cảm thấy sôi máu. Cô bắt đầu lờ mờ nhận ra việc Tuấn bị đưa đến đồn cao su có liên quan tới cái thằng mặc rơi tai chuột đang đứng trước mặt mình. Mày khẽ lùi lại một bước rồi đáp lại lời bà mối trang và hai vợ chồng Phú Mão. Cảm ơn ý tốt của cậu cả và ông bà Phú. Nhưng từ lâu con đã có ý chung nhân, mong mọi người về cho. Cậu quý tử tên bảo nghe thấy thế mặt mũi tái nhợt đi, tay cầm khay trầu run run, xem chừng sắp lan đùng ra đường đến nơi. Bà Phú Lâm mặt đỏ phừng phừng, Răng nghiến ken két còn ông Phú mão thì Tọng cây bà toàn xuống đất con này nhẹ nhàng không muốn lại thích ông dỡ nhà đào mà bố mày lên phơi giữa đồng mới chịu hả cô mày nghe lão phú gằn giọng khuôn mặt biến sắc ánh mắt lóe lên một tia bực tức nhìn về phía đám người bà trang thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng may à con xem ở cái làng này có ai ra thế như nhà ông phú mão đây không chả phải con chỉ cần đồng ý một cái cuộc đời sau này sẽ một bước lên tiên hay sao nhưng xin lỗi trong lòng con chỉ có anh tuấn may đáp ông phú mão cắt lời <laughs> cái thằng ăn cắp ấy và đường cao su chắc gì đã có ngày về ấy mà mau đúng vậy đúng vậy con không nghe người ta nói cao su đi dễ về khó à có khi giờ này nó lại chả vùi xác ở một dưới gốc cây nào đó rồi cũng nên Bà mới chàng nói xen vào Mày khẽ lắc đầu không tin vào lời nói Của mấy người đứng trước mặt mình Còn tin Nhất định anh ấy sẽ về Sẽ về <laughs> Đéo mẹ Thằng bảo con tao mà không lấy được mày Thì thằng Tuấn có về được Tao cũng có cách để cho quan tây cho nó phơi thây Bà Phú Lâm gàn vọng Ông Phú Mão cũng lên tiếng thêm vào Mày muốn thằng Tuấn còn sắc trở về khôn hồn thì chấp nhận về làm vợ con tao Còn không thì Mày biết lời Lão Phú nói ra không phải là đùa Và tất nhiên dựa vào quyền thế của mình Lão Phú hoàn toàn có thể bắt cô về làm thú vui cho thằng quý tử Đến lúc đó có muốn cũng chẳng thể nào biết Tuấn còn có khả năng trở về được nữa hay không Ngập ngừng suy nghĩ một lúc lâu cô mới khẽ cúi mặt lên tiếng trả lời Nếu tôi đồng ý làm vợ cậu bảo đây Ông có chắc anh ấy sẽ được tha về không? ta hứa ông phú mão đáp một cách nhanh gọn mà không cần phải suy nghĩ vậy con đồng ý làm vợ cậu bảo đây mày khẽ gật đầu đáp lại thằng con trai lão phú nghe thấy vậy trong lòng sung sướng còn hơn mở cờ bà mối cũng nở nụ cười tươi rói bởi sau vụ này lại có thêm tiền đấy con quyết định về làm dâu nhà ông phú đây có phải là hay không thôi giờ chúng ta có chút lễ vật để thưa với ông lang Trần." Bà Mối Trang nói, "Mày vô thức đứng né qua một bên để cho nhóm người nhà ông phú đi vào bên trong nhà." Cô nhìn nhóm người bước qua mình mà trong lòng tự nhiên cảm thấy trống rỗng. Cũng không thể nghĩ hay biết mình đang nghĩ cái gì. Thằng Bảo đi ngang qua chỗ cô, nó liếc mắt nhìn một lượt từ chân đến đầu, miệng nuốt nước bọt đánh ực một cái đầu óc bắt đầu hiện lên cái khung cảnh giao hoan với người đẹp vào cái đêm động phòng vào đến phòng khách nhóm người nhà ông phú máu đặt lễ vật lên bàn thờ lão lang trần xong bà trang mau chóng thắp lên mấy que nhang miệng lầm rầm khấn vái bà trang đang rì rầm mấy lời xin phép cho con nuôi lão lang về làm dâu con nhà ông phú hộ mão thì mấy nén nhang đang bốc khói nghi ngút bỗng nhiên rơi xuống mấy tàn lửa rồi bén vào mấy cái chân nhang bốc cháy âm ỉ như cái lò than mà không bùng lên thành ngọn lửa lớn. Mày thấy cảnh tượng ấy trong lòng cũng tự nhiên chợt dấy lên một nỗi lo vô hình nào đó. Bà Phú Lâm vốn là người tin về mấy sự quỷ ma, nhìn về phía bát nhang đang cháy âm ỉ, thắc mắc. Này, cháy như thế này sao ấy nhỉ? Bà mới trang thấy bát nhang cứ thế âm ỉ, biết ngay là bốc âm hỏa, thường là điểm báo cho sự không may mắn. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn bây giờ không xe được cái duyên này Thì mụ mới chính là người xui xẻo Liền quay qua múa mép Nhàng cháy nhàng cháy là điểm lành đấy thưa bà Này là ông thông gia tương lai linh thiêng về đồng ý cho cái mối duyên lành này rồi đấy Bà mối nói đoạn hướng ánh mắt về phía thằng con trai lão phú Cậu bảo còn không mau mau lại chào bố vợ tương lai đi Bảo nghe vậy nhếch mép cười khẩy một cái Xong tiến đến chỗ bàn thờ lão lang trần chắp tay vái đại mấy cái Làm phú máu chống cây gậy xuống đất Tiến đến chỗ cái bàn thờ nói Việc dạm ngõ coi như xong Giờ vợ chồng ta về xem ngày lành tháng tốt Sẽ đưa sinh lễ qua đứt cái mày Về làm dâu con nhà này Nói rồi ông quay lưng bước thẳng ra ngoài cửa Bà Phú bà Trang cùng đám gia nhân Cũng theo chân ông Phú đi về Để lại cô Mai đứng lặng yên Nhìn theo đám người Việc dạm ngó lấy lệ xem như đã xong Bà Phú Lâm thấy thằng Quý Tử cả ngày hôm đó Nó cứ ra ra vào vào nói cười vui vẻ hơn hẳn trong lòng cảm thấy vui lắm Sẵn cái dịp nhà sắp có hỷ sự Bà Phú đưa luôn cho thằng con mình một túi bạc để nó ăn chơi với bạn bè Và tất nhiên bộ môn chúng nó theo đuổi là nằm sắp mặt bên cái bàn đèn tít ở trên phố huyện Về phần may, cả ngày hôm đó cô thơ thơ thận thần như người mất hồn Chả còn thiết làm bất cứ việc gì Trên ban thờ cái bát nhang đã cháy rụi từ lúc nào. Bây giờ nó chỉ còn một đống cho tàn đen sì. Khẽ nén tiếng thở dài, mày tiến đến trước tấm bản vị, chắp tay khấn. Còn biết cha không đồng ý với cái mối nghề xuyên này. Nhưng nếu con không về làm dâu nhà lão phú e rằng tính mạng anh Tuấn sẽ khó có thể bảo toàn. Việc xa rời người mình thương yêu có thể đau lòng. Tuy vậy, nó vẫn hơn là cả một kiếp không thể gặp lại. Mày thầm nghĩ rồi lại ngồi ngắm nhìn con cào cào Làm bằng lá tre mà anh Tuấn đã đan tặng Vào ngày hai người ngọt lời thương yêu nhau Cô nhớ rõ cái chất giọng trầm ấm của anh rằng Một thời gian ngắn nữa thôi Cả hai sẽ về chung một nhà Vậy mà giờ đây Càng nghĩ cô càng thấy đau thắt trong tận tâm can Từng giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi má tựa lúc nào Buổi chiều ngày hôm ấy Bên nhà thầy Pháp tên Phong khách hứa đều bị hủy hẹn hết vì trước mặt lão là bị khách sụp nhất nhì vùng này thầy phong nhìn mấy đồng tiền mới cứng rơi leng keng trên cái đĩa xứ hai con mắt cũng nhảy tanh tách theo nếu không rằng lại có khi trên mặt còn hiện ra hai chữ tiền tiền Thế đại phú bà đến cửa nhà ngài có chuyện gì lão ngồi ngay ngắn tỏ vẻ uy nghiêm nói bà phú lâm nở một nụ cười đáp bữa thầy nói đúng quá vợ chồng tôi về làm như lời thầy nay thằng con tôi nó đã khỏe mạnh lại rồi hư chuyện tôi không đúng sao dám làm thầy phán cho bà phú quyền lực nhất nhì cái làng hà chứ lão thầy pháp tên phong nói với sòng đầy tự hào bà phú lâm nói tiếp vâng nay tôi qua là để tạ lễ thầy tiện nhờ thầy đây coi giúp ngày nào tốt để tổ chức hôn lễ cho thằng con trai lấy vợ coi tuổi thê thiếp bà cứ nói sanh thần bác tự con kia tôi nom cho. Lão thầy Pháp nói, ánh mắt nhìn về cái đĩa xứ. Bà Phú đưa tay lên, gái gái đầu. Cái con trôi sông lạc chợ ấy, làm sao tôi biết nó sanh năm nào? ấy chà chà, khó nhỉ. Nhưng sao? Để đó, tôi có cách. Lão phòng tặc lưới nói. Bà Phú hiểu ý, đặt tiền vào cái đĩa xứ nói. Ừ, vâng, thầy giúp con mấy cái chuyện này với Nhà con nó quan trọng lắm Lỡ lấy về sai ngày nó lại hãm hết của cải thì chết Yên tâm để thầy xem Nói rồi thầy lại đưa tay lên bấm bấm rộn Đoạn vỗ tay đánh đét xuống đùi rồi phán Cung hỉ cung hỉ Nhà bà đứa cô gái này về làm dâu con sự nghiệp chắc chắn khởi sắc Tốt là tốt Còn ngày lập ra thất cho thằng con trai bà nhanh thì một tuần trăng nữa Còn thư thả có thể sang tháng sau. Lời thầy phán đúng thật làm bà Phú Lâm rất hài lòng, liền không ngần ngại bỏ vào trong đĩa một tờ 10 đồng. "Vâng, vậy hay quá thầy. Thầy cứ xem coi năm nay ông nhà tôi được thăng quan tiến chức, chắc chắn tôi không quên công lao của thầy đâu ạ." À. Lão thầy Phong xô tay tỏ vẻ ấy là cái chuyện phúc chủ Lộc thầy. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn tỏ vẻ muốn tia đồng bạc trong nhà lão Phú Mão. Về phần bà Phú Lâm cũng tranh thủ hỏi thêm vài ba câu, rồi về nhà cho sớm, kẻo lão chồng thiếu vắng bóng mụ lại đi sang nhà mấy cụ hương lý đánh tổ tôm, nghe hát ả à đào. Khổ, Ngày đầu hôm nay cụ lý chơi sang đưa cả con đào hát trên phố huyện về. Mà cái giống ba ba nằm ngửa đấy có khi nó còn rát vàng rát bạc, chứ không như chui trong hang trong hốc ở đây lão thầy phong hướng ánh mắt dõi theo bóng dáng bà phú cho đến khi khuất sau bụi tre làng mới cầm số tiền gọi là lộc lá lên trước mặt đếm đếm đoạn nhếch mép cười mẹ dầu như bà thì cái chó gì chả là hí vận đen như cứt trâu có tiền nó vẫn hóa đỏ hơn son thằng đệ tử của thầy ngồi bên cạnh quay qua hỏi ơ ờ, thế chả phải lúc nãy thầy phán chưa để thằng đệ tử nói hết câu, lão đã vung tay cốc vào đầu nó một cái mắng. Mày theo tao bấy lâu nay sao ngu thế? Nãy tao không phán vậy liệu có mười đồng không? Nếu mai đây nhà con mụ đó có mạc, thì lại phán ấy là do chưa tích đủ đức. Còn giàu lên tao với mày thế nào chả được hưởng sái. Nói rồi lão đưa cho thằng này ba đồng. Cầm đi mua cho tao mấy đồng thịt chó về đây ăn mừng, Thằng này đón lấy mấy đồng vân vân dạ dạ rồi lui ra ngoài. Để lại ông thầy bấm bấm đốt tay xong lại cười lên một cái, nòm ánh mắt bí hiểm lắm. Sau cái ngày người nhà lão phú mão đưa chầu cau qua nhà cô May, thời gian trôi nhanh hơn chó chạy đạo tặc quay qua quay lại, đã sắp đến ngày tổ chức hôn lễ. Từ sớm hôm nay, bọn gia nhân nhà ông Phú đem lồng đèn, giấy đỏ, cắt hoa văn qua nhà cô, chuẩn bị cho nghi lễ rước dâu ngày mai. Loại hoài cả buổi, cuối cùng cả lũ chúng nó cũng trang đèn kết hoa từ nhà lão lang trần ra đến tận ngõ. Mấy người hàng xóm thấy cảnh tượng tấp nập người ra kẻ vào trong ngôi nhà, bốn đã neo người từ lâu bắt đầu xì xào bàn tán. Con gái nhà lão lang này nhất rồi. Lọt vào mắt xanh nhà lão phú giàu nhất làng. Một bà độ hơn 40 tuổi, quần sáng đến tận bèn đứng chống nạnh nhìn về đám gia nhân nhà ông Phú nói. Gớm, gã vào làm dâu hào môn có gì là sướng Giảm bữa nó lại cho ra đường trước con khác về bây giờ Chỉ tội Thôi 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 Bà không lo về băm bèo cho lợn ăn ở đó mà lắm chuyện Một người đàn ông lên tiếng cắt lời Bà này nghe vậy phủi tay và đít quần mấy cái rồi quay lưng bước đi Ấy bên ngoài kẻ đứng người ngồi cùng với đám người tò mò bàn tán rộn ràng là thế Chứ còn bên trong buồng cô may chỉ biết ngồi lang lẽ hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía không gian vô định trước mắt. Cùng lúc này, bà mối từ bên ngoài mang một bộ lễ phục màu đỏ bước vào ướm thử lên người cô. Nào à, sắp đến ngày xuất giá, sao lại ảo não thế? Bôi lên chứ? Bà Trang nói. Bà này mấy hôm trước được bà Phú Lâm bỏ tiền thuê về làm đại diện cho đàn gái để tổ chức đám cưới cho thằng con trai theo đúng lễ tân hôn như truyền thống từ hôm tới giờ cũng tất bật với mớ quần quần áo áo cho tân nương xuất giá về nhà chồng, cứ như là chính mày là đứa con rượu của mụ. Mày nghe bà mối trang thuyết phục mãi, mới chịu cầm lấy bộ đồ, đoạn lặng lẽ kéo tấm màn che. Nhìn người con gái quanh năm chỉ biết bận đồ cũ sườn, nay khoác lên mình bộ y phục làm bằng gấm lụa, không khỏi làm cho bà mối trang suýt xoa. Thật đúng là người đẹp vì lụa. À không, Cô mày vốn đã có nét hơn hẳn cái đám mỹ nhân trên phố huyện, còn tấm áo lụa kia cũng chỉ là một nét điểm tô thêm. Đấy, làm lâu cửa quan nó sướng lắm con à. Bà mối trang đặt tay lên vai may nói, xong cứ thế ngúng ngoài cái mông, rẽ mấy người hiếu kỳ đang đứng bàn tán rời khỏi nhà lão lang trần. Lúc bà ta đi ngang qua đám người làng, có một người thanh niên mặc bộ quần áo rách rưới, đầu đội một cái nón mê che kín mặt, hướng ánh mắt về phía người đàn bà đó siết chặt mười đầu ngón tay rồi quay lưng lặng lẽ bước đi đêm hôm ấy bóng tối dường như làm cho nỗi nhớ nhung về người ấy trong lòng cô may dường như dâng lên đến cao trào mặc cho áo lụa đèn treo và những thứ xa hoa trong cái gia đình hào môn mình sắp đặt chân vào nước mắt cô lại rơi giá dạ như mình có thể cùng với người thương trốn khỏi chốn này cô suy nghĩ rồi lại bất giác hướng ánh mắt đấm lệ nhìn lên ánh trăng mờ đang khuất dần trong đám mây đen mày mày ơi giọng của một người thanh niên vang lên trong góc tối âm thanh ấy nghe quen thuộc lắm mày bất giác quay mặt về hướng người kia vừa gọi đôi môi mấp máy thốt lên anh tuấn cô vừa dứt lời cũng là lúc ở trong bóng tối người thanh niên mặc đồ rách rưới lúc chiều bước ra chiếc nón mê cũng được anh ta bỏ xuống vừa nhìn thấy khuôn mặt đó may dường như vỡ ỏa cảm xúc lao tới ôm chầm lấy người đang đứng trước mặt mình và trong giây phút đó người kia cũng ôm chặt lấy người con gái ấy anh cuối cùng đã về rồi cô nói xong lại vội vã đẩy tuấn ra khỏi vòng tay của mình em xin lỗi Chúng ta bây giờ mãi mãi không còn thuộc về nhau nữa. Tuấn im lặng rồi lại kéo cô vào lòng mình. Anh biết, anh biết em có nỗi khổ tâm, nhưng tại sao? Mày cái cúi đầu giọng nói ngập ngừng. Nếu em không lấy cậu bảo, ông Phú sẽ... Giết anh sao? Tuấn nhếch mép nở một nụ cười cay đắng, ánh mắt nhìn về những thứ trang hoàng trong buổi lễ ngày mai. Chả phải ông Phú Mão hứa rằng Chỉ cần em lấy cậu bảo ông ta sẽ đưa anh về Mày hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Tuấn Về sao? Còn mà lão ấy tìm cách diệt anh để chiếm lấy mảnh đất của mẹ anh để lại thì đúng hơn Anh đáp Đôi bàn tay siết chặt nhớ lại cái sự việc mình vừa mới trải qua cách đây hơn nửa tháng Ngày hôm đó không biết là vô tình hay may mắn Mà thằng Phương lại bị bọn tay mũi ló đưa tới cả mũ cao su Ngày nông trường mà tuấn đang làm việc gặp lại người bạn cũ phương vừa vui vừa xấu hổ đem hết việc mình đã làm kể lại cho tuấn nghe biết được sự thật lúc đầu tuấn cũng lao vào đấm cho thằng bạn một trận nhưng một hồi lấy lại bình tĩnh anh lại chẳng muốn trách nó nữa về phần phương vẫn còn canh cánh trong lòng việc mình đã gây ra cho bạn trong một lần đi ra suối nó đã liều mình cứu tuấn thoát khỏi họng súng của một thằng tây lông còn mình thì đành phải bỏ mạng trốn rừng xanh Thả muối nó Bốn đã nhận tiền của phú máu để diệt anh Tuấn Nhằm phục vụ mục đích đen tối của lão Tuấn nằm nép mình trong khe đá Hướng ánh mắt nhìn về phía thẳng Tây Thấy nó rút ra một điếu xì gà châm lửa rít lên một hơi Xong tiến đến chỗ cái xác của Phương Đá đá muối dày Miệng nó nói vài câu tiếng Việt lơ lớ Tuấn ơi là Tuấn Mày chết là đúng lắm Ai kêu đụng tên lão phú làm gì Rồi thằng này thẳng chân Đá thẳng cái xác xuống suối Để nó trôi lập lờ về phía hạ nguồn Rồi quay lưng về trời canh Mà không để ý rằng cái xác đó không phải là Tuấn Vậy là nhân lúc tối trời Tuấn trốn khỏi đồn cao su một mạch băng rừng lội suối Không quản ngày đêm về tới quê cũ Tuấn đem sự tình kể lại cho May Nghe xong mặt cô lộ gió vẻ tức giận Bọn khốn kiếp Vậy mà Tuấn níu tay người mình yêu nói Hay mình bỏ trốn Nhưng biết đi đâu Mày hỏi Tuấn hướng ánh mắt nhìn về phía màn đêm mịt mù đáp Đâu cũng được Miễn là thoát khỏi cái nơi chết tiệt này Mày nghe Tuấn nói xong chả cần suy nghĩ Gật đầu rồi một trai một gái cứ thế dựa vào bóng đêm đen mịt chạy trốn khỏi làng chỉ có điều hành động ấy của đôi tình nhân đã lọt vào con mắt cú vỏ của thằng Zano nhà lão Phú mão chuyện là lúc chiều thằng này đã thấy điều bộ của Ga An xin vừa mới đến làng có gì đó khả nghi liền bí mật theo dõi và biết được kế hoạch bỏ trốn của hai người đợi cả hai rời khỏi nhà nó ngay lập tức vắt chân lên cổ chạy thẳng về nhà lão Phú báo lại cái tin động trời ấy để lãnh thưởng Phú mão nghe xong mặt đỏ phừng phừng còn thằng con quý tử của lão thì kích động tới nỗi Ném luôn ấm trà nóng vào mặt thằng Gia Nô mà cạn lên Thằng khổ rách chết bầm Để dám cướp vợ ông Ông Phú Máu nén cơn bực tức tiến đến chỗ thằng Gia Nhân đang ôm mặt suýt xoa Toàn đi hướng nào Mày bắt cho bằng được con mày về đây Cho tao Còn thằng Tuấn Cứ đánh chết ném xuống sông tội vạ đầu ông chịu Thằng này cúi đầu dạ lên một tiếng rồi kéo theo một đám gia nhân kẻ gậy người roi, cưới ngựa đốt đuốc đi rầm rập trên con đường làng, truy đuổi cho bằng được đôi tình nhân. Đám người nhà lão phú đuổi đến đầu làng thì bắt gặp Tuấn đang chuẩn bị đưa may xuống con đò đậu sắn ở bờ sông gần đó. Một thằng trong số chúng vừa chạy vừa chỉ tay thét lớn. À đây rồi, chúng mày đâu? Bắt lấy nó! Mấy đứa đi cùng cũng ngay lập tức nào nhanh tới Nhằm bao vây đôi tình nhân Tiếng là hét váng động cả một góc làng Cho cắn mèo kêu loạn hết cả lên Tuấn thấy tình hình gấp gáp Vội đẩy cái thuyền ra xa rồi lao xuống sông theo Nhưng trong một cái sát na Cái anh đau buốt Đầu óc choáng váng rồi không biết gì nữa Cùng lúc này May ngồi trên thuyền thấy thằng gia nhân nhà lão phú Vung cây hèo vụt thẳng vào đầu Tuấn Hoảng hốt thét lên một tiếng thất thanh một vài thằng thấy chiếc thuyền đang dần trôi theo dòng nước vội phi xuống rồi sải tay hết cỡ bởi đến chỗ may chúng bắt cô lên trên bờ xong dùng dây thừng trói chặt tay chân lại dùng rẻ bịt kín miệng để cho cô khỏi la hét chống cự xong việc một vài thằng đến xem anh tuấn một thằng quay qua hỏi có đem thằng chết tiệt này về trong phú xử lý không không cứ ném mẹ nó xuống ao làm mồi cho hà bá hơi đâu mang về Thằng Dom có vẻ lớn tuổi nhất nhóm lên tiếng Đoạn nó cùng với một thằng nữa Làm Tuấn xuống lòng sông Chúng lành lùng nhìn cái xác Bị dòng nước sông lập lờ cuốn đi Rồi quay qua phía may Bấy giờ trên khuôn mặt cô Nước mắt đã rơi lã chả Hai tay liên tục dễ dội chống cự Chúng bắt cô bỏ lên ngựa Đưa về nhà lão phú trông chả khác gì một món hàng Chuẩn bị đưa ra chợ trời về đến sân nhà, lão phú máu tiến tới chỗ may khóe mép nhếch lên một nụ cười, tay lật cầm cô lên nói. Mày tưởng chạy trốn khỏi đây được sao? Nếu không bị thằng con trai tao có lòng cảm mến mày thì... Nói rồi, lão quay qua đám gia nhân lấy trong cặp quần ra mấy đồng ném qua phía tụi nó. Cầm lấy, rồi đưa con này về nhà lão lang, canh phòng cho cẩn thận, để ngày mai cử hành hôn lễ. Bọn này súng xít vâng vâng dạ dạ, cầm lấy số tiền rồi đưa cô về nhà lão lang canh phòng cẩn thận cho đến sáng hôm sau lại cho bà mối trang đến nhà lão lang ép buộc cô khoác lên người bộ quần áo tân hôn màu đỏ đám cưới nhà phú mão tổ chức theo phong tục của người tàu tuy nhiên nó lại không tới thành ra nó cứ nửa mùa ấy là con trai lão thích vậy nên mới có cái chuyện cô dâu đi kiệu phủ khăn đỏ để cho đám gia nhân ỉ ạch khiêng theo sau con ngựa ô chở cậu ấm bảo đằng trước hai đứa bé bận đồ đỏ cầm chuỗi pháo đốt nộ ngập trời non rộn ràng lắm lại còn có cả phường bắt âm đánh chiêng thổi kèn trông không khác gì một cái đám hiếu đến là nực cười rồi thì hai bên đường đám người làng tụ tập bàn tán các kiểu chủ yếu là về cuộc sống xa hoa mà cô sắp đặt chân vào người cảm thán có kẻ ganh ghét cũng thừa trong cố kiểu hoa mày ngồi lặng lẽ cúi đầu mọi thứ trước mắt cô đã nhòe đi bên cạnh bà mối liên tục dỗ dành nào là này, nào là kia, nhưng tất cả vẫn là mấy lời sáo giống. Chiếc kiểu hòa đi tới nhà lão phú ở đây đã bày sẵn cố bàn người ra kẹp vào tấp nập. Trong đám khách có cả quan tây đốc tàu, lại có thêm cả mấy con hát ả à đào từ trên phố huyện về sướng ca góp vui cho lễ cưới. Bà mối trang dẫn cô vào trong lễ đường. Bái đường mau chóng được diễn ra. Đám người làm cũng Ngã trâu giết lợn cho quan khách say sưa suốt cả ngày hôm ấy, cho đến khi tối mịt thằng bảo lúc này đã say khập khiến nó lảo đạo bước vào phòng tân hôn trong lòng rộn ràng vì sắp được động phòng với người mình thích nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì ở nhà dưới đám gia nô nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu chủ một bà giúp việc ở gần đó vội vàng chạy tới xong cũng thất kinh mà ngã vịch xuống nền gạch tay chân run bần bật khi nhận ra trước mắt mình là cái xác bẩn đồ đỏ đang treo lủng lặng cách mặt đất cả tấc khuôn mặt đã chuyển sang một màu tím tái đến độ lớp phấn trang điểm cũng không thể nào che lấp đi được ông phúng mão nghe dưới nhà ồn ào thì bỏ cái điếu thuốc viện xuống phản đoạn chống cây gậy gỗ lim đi tới thấy cái xác của may vẫn còn lơ lửng trên xà nhà lão quay qua nhổ một bãi nước bọt nói mẹ mật bao công sức cuối cùng cũng rước về một cái xác đúng là xui xẻo Nói rồi ông ta lệnh cho đám gia nhân tháo dây đưa cái xác cô xuống đắp lên mình một tấm chiếu manh Ít nhiều gì mày cũng là dâu con trong nhà Để đám dân làng không nói mình là cái loại cạn tàu ró máng Phú máu cũng bỏ vài chục đồng mua cho cô một cỗ quan tài Rồi cũng tổ chức một cái đám tang nho nhỏ không kèn chẳng trống Rồi cũng đưa cố thi thể cô gái xấu số, số đó ra khu đồng bà vùi thay xuống đó Sau cái đám tang vợ mình có ấm bảo lại buồn chán lên phố huyện ngả đầu vào đám ả à đào phì phèo điếu thuốc viện riêng bà phú cảm thấy nóng máu lắm rõ ràng cái lão thầy pháp làng bên đáp phán rằng đưa con nuôi lang trần về làm dâu gia đình sẽ phất lên vậy mà chưa cả kịp làm gì nó đã lan đùng ra chết làm tốn thêm mớ tiền lo tăng sự bà mang cái sự bực tức ấy qua nhà thầy pháp mắng vốn lão phong nghe xong vẫn ngồi ung dung trên phản mặt không biến đáp lại ấy là do con dâu bà nó không muốn hưởng phước. Còn việc nhà ông Phú đây có thăng quan tiến chức hay không thì sắp tới đây sẽ rõ. Bà Phú nghe vậy cũng dịu giọng lại bởi bà tức thì nói vài câu vậy thôi chứ cũng chẳng muốn đem cái sự này ra bàn cái. Tiện qua bên nhà lão thầy bói bà cũng hỏi thêm một vài câu đại loại về đường quan lộ của cả lão Phú và cậu con trai mình. Lão thầy Phong sóc quẻ đông quẻ tây cái nào cũng rút ra cát cát không thì cũng thường thường Khiến cho bà Phú Lâm vui lắm Lại đút tiền thưởng cho thầy rồi quậy đít ra về Đợi bà Phú Lâm rời khỏi cổng Lão Thầy Phong liền quay qua nói với thằng đệ tử Đóng cổng treo bạn Không tiếp khách trong vòng mấy ngày Ngồi trên cái sập cố Lão Vân về sợi râu con kiến Suy nghĩ lời bà Phú vừa mới mắng bốn mình Chưa động phòng mà đã treo cổ rồi à Chà bộ xác chết đồng trinh Nghĩ rồi, lão đi xuống nhà dưới lấy cuốc sẹn lại, cầm con dao quắm mua được của mấy người tít mạng ngược ra sân giếng. Thằng đệ tử thấy sư phụ lấy mấy thứ quẳng trong nhà kho đã lâu thì thắc mắc hỏi. Thầy làm gì vậy? Làm gì tối nay ra cái đồng mạ làng hà sẽ biết. Lão thầy phong lạnh giọng đáp, tay vẫn đều đều mài lại cái lưỡi dao. Ra đồng mã. Thằng đệ thốt lên, Lão thầy Pháp trưởng mắt nhìn nó càn giọng Im ngay Bé bé cái mồm thôi Vào nhà chuẩn bị đèn dầu đêm nay theo tao Thằng đệ tử lão cũng là mờ đoán ra đêm nay Hai thầy trò nó tính làm cái gì Liền gật đầu quay đi chuẩn bị đồ đạc Và rồi đêm hôm ấy Khu đồng mà tiếp đón hai bóng người Một già một trẻ vào trong đó Còn làm gì Thì chỉ có hai kẻ đó và trời mới biết Bắn đi một thời gian cái chết của cô May cũng dần chìm vào quên lãng. Họa may lắm người ta cũng chỉ tặc lưới cảm thán vài câu. Còn về phần nhà lão Phú Mão lại đúng như lời phán của lão thầy Pháp làng bên. Sự nghiệp tiền tài cũng như quan lộ cứ thế lên vù vù như diều đón gió. Chỉ sau hơn nửa năm mà nhà lão ấy đã có số điền sản nhiều tới mức có thể nói cỏ bay gậy cánh chết rụng. Có khi đầu thai bay chết thêm vì lần nữa vẫn chưa hết đất nhà Phú ông. Việc phú ông ngày càng giàu có khiến cho nhiều người ganh ghét, tuy nhiên cũng chả ai dám lời đã tiếng vào trước mặt, mà chỉ dám to nhỏ sau lưng. Bởi để mấy lời đàm tiếu không hay ấy đến tay lão phú máu thì đúng thật là vạ miệng. Cái đám dân đen trong ngôi làng phú hà đấy vẫn thường hay thổi tay nhau rằng kẻ ác thường được sống thành thơi. Ấy là người ta không hiểu rằng những việc làm ác nhân của lão vẫn bị tính vào nghiệp quả, chỉ là nó chưa tới bởi cái sự phú quý mà gia đình lão phú máu là phúc báo từ bao nhiêu kiếp làm việc tích đức đến kiếp này được hưởng thành quả và khi phúc báo hết đi thì nghiệp quả nó sẽ tự tìm đến mà giáng họa xuống cả gia đình lão phú ông giàu nhất nhì vùng cái họa đầu tiên phải nói đến chính là cái chết bất thường của cậu quý tử nhà lão phú chuyện là đêm hôm ấy cũng như mọi ngày thằng này lại lên trên phố huyện hút á phiện từ sớm cho đến khi trăng lên quá đầu mới lết cái thầy ra cố xe tay nằm ảnh xuống mắt nhắm lim dim nhìn lên bầu trời mồm ngáo sạch hát lên mấy câu ca mà lúc nãy con ả à hát rót vào tai hắn mặc cho thằng gia nô ẻ đít kéo chiếc xe và cái thây thằng nghèo ấy về làng thằng nô đang chạy băng băng đến con sông lớn đầu làng thì bỗng nhiên nó trông thấy trước mặt có bóng dáng của một người thanh niên toàn thân ướt sũng như mới lặn từ dưới sông lên trên đầu đội một cái nón mê che kín mặt đứng chặn trước đầu xe khiến cho thằng này giật mình thắng gấp chiếc xe vì thế cũng theo đà chuối về phía trước hất cậu bảo suýt nữa cắm đầu xuống đất song vì phê pha quá nên cậu cũng chả còn sức để mắng mỏ kẻ chặn đường mình hay đánh thằng gian nô mà chỉ nằm vật ra ghế nói giọng nhựa nhựa mày bảo nó tránh ra không thì đập chết mẹ nó cho tao rồi lại lim dim mắt thấy người thanh niên vẫn không hề nhúc nhích mà con đường độc đạo này lại quá nhỏ không đủ chỗ để né tên kia Thằng nô liền dở cái giọng hách dịch ăn theo Mẹ cái thằng bố láo này cút ra chỗ khác cho cậu cả đi Không ta đập chết cha mày giờ Đập chết Người thanh niên đáp lại với một chất giọng nghe âm âm như xa lại vừa gần Cùng lúc đó bàn tay của anh ta cũng từ từ cởi cái nón mê ra Chả phải bọn chúng mày đã đánh chết tao rồi sao Thằng này nghe thấy thế tự dưng tay chân buồn rộn Người ngợm nhũng nhừ Bởi trước mắt nó chính là khuôn mặt dính đầy máu me của anh Tuấn Người mà cách đây mấy tháng Chính tay nó đã dùng cây hèo đập chết Một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua Cuốn cái mùi tanh đến lợm giọng Sọc thẳng vào mũi thằng gia nhân Làm nó càng thêm phần sợ hãi Phải mất hơn chục giây sau Nó mới có thể thốt lên Mày tha tao nhưng nó chưa kịp nói gì thì ở cổ có một cảm giác đau nhói Hình ảnh cuối cùng nó có thể nhìn thấy chính là cái thây của chính mình Đổ ập xuống đất ngay bên cạnh Cậu ấm bảo nằm lim dim trên xe thì thấy cái đầu thằng ta nhân bị chém bay Máu phun thành vòi vào người và mặt nóng hôi hổi Làm nó bất giác tỉnh khỏi cơn phê pha Trong một sát na cậu quý tử thấy khuôn mặt tím tái của Tuấn Dí sát vào mắt mình và đổi tất cả các giác quan trên cơ thể thằng con trai độc nhất của lão phú máu chẳng còn nhận biết được gì nữa mãi đến trưa ngày hôm sau có một người ngư dân bơi xuồng đánh cá ở khúc sông đầu làng nhìn thấy cái thây của cậu ấm bảo trong tư thế quỳ gối nửa thân trên cắm sâu xuống nước hai tay theo dòng nước cứ đong đưa qua lại tay ngư phủ xuôi trèo tới nắm áo kéo vội lên vì nghĩ người này còn sống nhưng khi nửa thân trên vừa được kéo ra khỏi dòng nước mấy người dân ở cách đó không xa nghe thấy một tiếng thét thất thanh bên bên đó có sự chẳng lành mấy người lập tức kéo đến chỗ phát ra tiếng hét thì thấy lão ngư dân ấy đang ngồi bệt bên bờ sông mặt mũi xám xịt tay run run chỉ về phía cái xác mồm á khẩu kêu mãi mới thành tiếng cậu 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 bảo 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 cậu cậu bảo người làng nghe thấy vậy bắt đầu thì thầm bàn tán nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám đến gần chỗ cái xác cậu ấm bảo vì sợ vạ lây đám người đó cử một cậu thanh niên chạy đến nhà lão phú mão báo tin phú mão đang nằm lim dim hút á viện trên cái sập gỗ nghe thằng gia này nói con trai mình chết đánh rơi cả cái tàu hỏi chống tay ngồi dậy mày có nhìn nhầm không chả phải hôm qua cậu bảo lên phố huyện nghe hát ả à đào hay sao dạ thưa ông cậu bảo chết ở bờ sông người làng chúng con đang đợi ông ra để Bà Phú Lâm ngồi ở nhà dưới để cho con hầu tẩm quất bóp vai. Vừa nghe đến đây, trộm hẳn dậy, bà Trần Bốn Cẳng chạy tới túm cổ áo cậu thanh niên rúa ẩm lên. M mày nói cái gì? Con trai tao! Ôi dồi ơi Là Phú Máu cản giọng. Bà để yên cho nó nói xem nào. Thế mày thấy thằng con trai tao ở đâu? Ở, 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 ở bờ sông ạ. À? Người thanh niên đáp, rồi dẫn vợ chồng vua ông ra chỗ cái xác cậu ấm bảo. Đến nơi người dân đã bù đông kín khiến cho lão và mấy tay gia nhân phải vất vả lắm mới chen chân vào được. Bà Phú Lâm thấy cái xác nằm đó nhào tới, xong lại lăn lộn tay chân giấy bành bạch trên đất mà khóc thương một cách thảm thiết. Một vài người mang tính xu nịnh ngồi xuống đỡ phú bà lên nói vài câu an ủi, còn trong lòng lại nhếch môi rủa <laughs> Chết cụ mày đi. Một lúc sau có người của quan tới là cái xác cậu ấm bảo lên người nhà lão phú lại thêm một lần tá hỏa khi thấy mặt thằng con trai ông bà ấy có một vết sẹo nòm như bị móng vuốt của một con thú hoang nào đó cào cho nát bét ngoài ra trên trán thằng quý tử này còn có một ký hiệu mà nhìn vào cả đám nhà phú ông tái mét mặt một thằng ú ớ may may chả phải là cô gái treo cổ ở nhà rồi nó lại tự bịt miệng mình lại còn lão phú mỗ lúc này mặt đã đỏ phừng phừng tay giọng cây gậy ba ton xuống đất gàn giọng Mẹ cha cái thằng phu đâu Bọn gia nhân nghe lão phú nói vậy Mới sực nhớ đúng là đêm qua Hai chủ tớ nhà cậu bảo rủ nhau lên phố huyện Vậy mà giờ này lại chả thấy bóng dáng nó đâu cả Tụi này mới tối nhau ra tìm kiếm Nhưng chẳng thể thấy tăm hơi thằng phu xe đâu cả Cho đến khi tổ chức xong cái đám tang cho cậu bảo hơn ba ngày sau Người làng mới thấy cái thây không đầu của thằng phu Mắc vào một cái cọc giữa sông Lúc này cố thi thể đã trương phình lên Một vài chỗ còn bị cá rỉa nham nhở Có một vài con cá nhỏ Còn đục vài cái lỗ tròn tròn Chui ra chui vào ổ bụng Người ta về báo cái tin giữa ấy Cho lão phú mão Nhưng lão cũng chẳng thèm quan tâm Mà chỉ ném ra vài xu cho người làng Vùi đại cái thây xuống Một bãi đất hoang nào đó Lúc này cố thi thể đã trương phình lên Một vài chỗ còn bị cá rỉa nham nhở có một vài con cá nhỏ còn đục vài cái lỗ tròn tròn chui ra chui vào ổ bụng người ta về báo cái tin dữ ấy cho lão phú mão nhưng lão cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ ném ra vài xu cho người làng vùi đại cái thây xuống một bãi đất hoang nào đó thứ lão bận tâm bây giờ là tìm cho bằng được kẻ nào đã gây ra cái chết cho cậu con trai độc nhất của mình chỉ có điều sau bao ngày điều tra từ quan ta đến quan tây đều không thể tìm được bất kỳ dấu vết gì cứ như thể cái chết của cậu ấm bảo là do một thế lực vô hình nào đó gây nên. Từ hai cái chết có phần bí ẩn ấy, người làng bắt đầu đồn ầm lên rằng là hồn ma của cô Mai đã quay về, bắt đầu công cuộc báo thù gia đình nhà chồng. Bà Phú Lâm phần vì vừa mới chạy qua một cú sốc lớn khi mất đi thằng con trai duy nhất, phần vì nghe lời người dân lời qua tiếng lại về cái chết của nó có liên quan đến hồn ma của cô Mai, thân thể càng trở nên sơ xác tiểu tụy. Phủ Mão nghe người dân cư đồn bậy trong bụng cảm thấy tức lắm, nhưng chẳng thể làm gì. Bởi vì miệng thế gian đó là làn sóng biển, chứ đâu phải như miệng chu miệng vải đâu, mà che lấp. Lão đành chúc cái cơn giận ấy lên đám gia nhân, mỗi khi có đứa nào nhắc đến tên May. Thành ra cái tên của cô là một từ cấm kỵ đối với bọn này, nếu không muốn sứt đầu mẹ chán. Bị cấm mít thành ra cái tên của cô May dần chìm vào quên lãng một lần nữa. Cho đến một ngày kia, lão phú máu đang nằm lim dim ngủ trên tấm vạn thì nghe thấy trong cơn gió hiu hiu thổi qua cánh cửa sổ có giọng nói của một người con gái quen thuộc lắm âm thanh cứ vang vọng lúc xa lúc gần như đang hát lên một bài hát ả à đào nào đó hồng hồng một cõi ái oan vì ai vong mạng vì ai mất hồn vì ai xa cõi hồng trần vì ai mà phải xa lìa thế nhân giọng nói nghe ai oán thề lương rồi nó lại đột nhiên cười lên khanh khách mà gọi tên lão phú mão trong từng cơn gió rít nghe khùng khùng như đang bị một thứ gì đó siết chặt vào cổ lão phú mão đang nằm nghe thấy vậy thì mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả chán chân tay đun rầy ú ớ quay qua vợ mình thì thấy phú bà cũng chả khác gì mặt mũi tái mét tay chân rung lên bần bật mãi sau mới có thể thốt lên được vài lời như bị nghẹn ứ trong cổ họng còn con, mày Ôi trời đất Đây chính là giọng nói của con may mà Phú Mão cũng ấp úng đáp lại lời của vợ mình Nhưng Nhưng chẳng phải con may nó đã treo cổ chết Ở nhà mình lâu rồi hay sao Hồn ma của nó hiện về đấy ông ơi Thôi chết rồi Giờ phải làm sao Bà Phú Lâm đáp lại lời chồng mình Mà hai hàm răng cứ thế va vào nhau lách cách Còn ông Phú Mão thì hết cố gắng Hít một hơi dài lấy bình tĩnh rồi nói mẹ Mẹ cha nó Có khi nào có kẻ nào đó Lợi dụng lúc gia đình mình bị đồn thổi bày ra mấy cái trò quỷ sự Nhằm hãm hại ông Nói rồi Lão phú máu chống tay ngồi dậy Ngó cái mặt qua khung cửa sổ Rồi giật bắn người ngã ngửa ra phản mồm mép á khẩu Ngón tay cứ thế chỉ về phía sân nhà mái sau mới thốt lên được vài câu kinh hãi Ôi trời đất ơi Đúng là hồn ma con may nó về thật rồi bà phú nghe thấy vậy lại càng thêm phần hốt hoảng nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong lòng bà cứ dấy lên một sự tò mò thôi thúc bà ngó đầu ra xem cái oán hồn vừa mới hiện về ấy và rồi vợ lão phú mão cũng ngã vật ra như chồng mình khi thấy đúng là linh hồn của cô may đang bận một đồ màu đỏ giống như cái hôm của treo cổ hồn ma ấy cứ thế lập lờ lướt qua lướt lại sau bụi tâm bụt ở vườn nhà miệng liên tục phát ra những âm thanh ai oán nhằm đòi mạng hai vợ chồng nhà lão phú mão bên ngoài tiếng hát tiếng khóc cứ vang vọng mặc cho bên trong ông bà phú mão cứ thế mếu máu dập đầu như bộ củi xin tha mạng cho đến khi gần sáng thì biến mất đến sáng hôm sau không chỉ ông bà phú mà ngay cả đám gia nhân thằng nào thằng đấy mặt mũi cũng thất thần nòm đúng như là mới vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng nào đó Lão Phú Mão gọi một thằng gia nhân lên nhà trên hỏi chuyện Thì được biết rằng thằng này cũng nhìn thấy cái cảnh hồn ma cô may Bay lập lờ đằng sau bụi tâm bụt Vừa hát vừa khóc vừa đòi mạng cả gia đình nhà Lão Phú ông Phú Mão nghe thấy vậy thì tin chắc rằng Hồn ma cô may đã hiện về để báo án gia đình mình Nếu không mau giải quyết cái sự quỷ dị này E rằng Lão khó có thể ăn ngon ngủ yên Vậy là ngay trong buổi sáng hôm ấy, cả lão và bà Phú Lâm một mạch đi đến nhà ông thầy Phong ở làng bên, trình bày cái sự quỷ dị ấy, mong được thầy ra tay cứu giúp. Lão thầy Pháp tên Phong nghe xong, mặt mũi không biến sắc, đưa tay lên vuốt vuốt sợi đầu con kiếm trên mép. Đoạn hướng ánh mắt nhìn hai ông bà Phú Mão một lượt rồi nhếch mép nở một nụ cười đê tiện. Tưởng gì ba cái hồn ma vớ vẩn ấy cứ để cho tôi trong vòng một vài canh giờ, ông bà sẽ được ăn ngon ngủ yên. Hai vợ chồng nhà phú ông nghe thấy tay thầy Pháp phán một câu chắc nịch như vậy, trong lòng vui sướng hơn mở cờ trong bụng. Bà Phú Lâm chắp tay lại như muốn tế sống của lão thầy Phong. Mong thầy ra tay cứu giúp chứ, để còn mày nó hiện về thêm một lần nữa. Có khi vợ chồng tôi vỡ tìm mà chết mất. Chuyện đó bà không phải lo, nhưng sẽ hơi tổn hao pháp lực một chút. Lão thầy Phong đáp Phú máu nghe vậy rút trong người ra một thỏi kim loại vàng chóe đặt xuống bàn, giọng khẩn khoản. Thầy giúp mà đánh đuổi nó dùm tôi, muốn bao nhiêu cũng được. Lão thầy Pháp nhìn thỏi vàng tỏa ra một màu vàng chóe chóe, hai con người như muốn trụm vào nhau. Gã Và không ngờ rằng mình chỉ nói vài câu mà được hẳn một số tiền lớn như vậy. Xong vài giây sau, lão lại e hèm một cái lấy lại vẻ đạo mạo của một tay thầy Pháp cao tay ấy tôi giúp về cái phúc cây đức chưa tiền bạc làm gì. Mồm lão thầy phong nói vậy, ấy chiếc còn tay thì đã tóm gọn lấy thỏi vàng bỏ vào trong túi rồi quay qua vẫy thằng đệ tử vào nói: mày ra đầu làng chặt cho thầy một đoạn tre về đây. Thằng này nghe vậy vâng vâng dạ dạ, rồi xuống nhà bếp xách theo con rửa đi thẳng ra bụi tre đầu làng. Hai vợ chồng đi theo tôi vào đây. Lão Thầy Phong hướng ánh mắt nhìn hai người đứng trước mặt mình một lượt Nói đoạn bước vào nhà trong Ông bà Phú cũng lật đật kéo nhau đi theo thầy Bên trong lại bắt đầu vang lên tiếng rì rầm thần chú Một lúc sau cả ba người từ bên trong căn phòng ám đầy mùi nhang khói đi ra Trên tay lão cầm theo một cái chén Chứa chất lỏng màu đỏ tươi tanh ngòm ngòm Vừa hai lúc này Thằng đệ tử của thầy đem về một đoạn che già Cỡ hơn hai sải tay Đưa đến trước mặt ba người Lão Thầy Phong đón lấy Đoạn tưới luôn cái thứ chất lỏng Trong cái chén trên tay mình lên đó Vừa chạm vào thân tre Nó liền sôi lên sùng sục Sau đó bốc ra một làn khói xanh lè Như thể ấy là một thanh sắt nóng hổi Cả vợ lẫn chồng nhà lão Phú Mão Trông thấy cảnh tượng ấy Thì trợn tròn mắt hết cả lên Đầu khẽ gật cù tỏ vẻ thán phục Vua ông còn định rằng sau này sẽ nhờ gã thầy Pháp này dùng thuật yểm hại một vài đối thủ trốn quan trường gã thầy phong sau một hồi thi triển pháp thuật đưa cây tre về phía lão phú mão rồi nói hai người cầm cái này về đóng thẳng lên mộ của nó có thuật pháp trấn yểm của tôi thì chả có con ma nào có thể hiện lên để dọa ông bà nữa lão phú mão nhìn thấy cái thân tre chuyển sang một màu đỏ thấm loang lổ như bị nhúng máu lâu ngày tay chân cũng cảm thấy rờn rợn nhưng vẫn phải bấm bụng và đón lấy vâng thầy giúp tôi chấn yểm được hồn ba nó vợ chồng tôi sẽ không quên ơn lão phú mão nói rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi cổng bà phú lâm cũng mau chóng theo chồng rời khỏi nhà thầy phong về phần lão thầy pháp đó đợi hai người đi khuất rồi mới trở vào nhà trong ngồi trên tấm phản ve ve sợi đâu con kiến mặt đăm chiêu suy nghĩ một lúc sau lão gọi thằng đệ tử của mình đến nói nhỏ vào tai nó một điều gì đó thằng này nghe xong lông mày giật giật miệng khẽ thốt lên Chuyển đi Không đi mau, chết cả tao lẫn mày Lão Thầy Phong nói đít qua ké răng Rồi cùng với đệ tử Thu thu dọn dọn mấy thứ đồ cần thiết Xong lại sai thằng kia ra đầu làng Thuê gấp một chiếc xe ngựa một đường bỏ đi mất hút Mong tránh khỏi cái họa từ nhà ông bà Phú Mão Về phần hai vợ chồng nhà ấy Sau khi về đến đầu làng Liền một mạch đến thẳng khu đồng mà Lúc này nơi ấy cũng chả có ai quan lại nên việc làm của lão phú cứ thế diễn ra một cách trơn tru ném tảng đá vừa mới dùng để đóng cọc lên mộ cô may phú máu nhếch mép nói để tao xem cái con khố rách như mày còn về làm ba cái trò ma trò quỷ nữa không nói rồi lão còn tiện mồm nhỏ đánh tẹt một bãi nước bọt to tướng lên nấm mồ phủ đầy cỏ dại của cô may đoạn quay qua bà phú lâm bà về nhà lo mà nói cho cái bọn người làm ngậm cái mồm vào Thằng nào mà bép xếp cái chuyện hôm qua để cho người làng rời lời ra tiếng vào thì coi chừng tôi đấy. Nói rồi, lão chống cây gậy ba ton rời khỏi khu đồng mà trong bụng thầm nghĩ. phen này an tâm rồi, hồn ma con may chắc chẳng thể nào hại đến mình. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của lão, bởi cái họa sát thân bấy giờ đã kết thành một sợi dây thòng lọng sẵn sàng trồng vào cổ hai ông bà Phú. Và cái sự vụ ấy nó ập đến rất nhanh chóng Âu nó cũng là cái nghiệp quả mà cả hai sẽ phải gánh khi hết phúc báo. Đêm hôm đó tiết trời nóng nực, lão phú máu không tài nào ngủ được mà cứ trở mình trên tấm phản cứ như là cá rán. Lật chán, lão này tự nhiên cảm thấy thèm thuốc phiện, bèn vén mồm gọi lớn. Còn Huệ đâu? Huệ là con hầu mà lão mới mua trên phố huyện về cách đây không lâu, để châm đèn nâng tàu cho lão phú. Mỗi khi có dịp tiếp quan tây, không gian yên ắng, không một tiếng động. Nghĩ con này nó còn đang say ngủ. Lão gọi thêm mấy câu nữa thì nghe thấy âm thanh loẹt xoẹt. Mày vào châm ông bi thuốc coi. Lão Phú cất giọng khàn khàn nói. Cùng lúc này con hầu gái đẩy cánh cửa gỗ lim bước vào trên đầu nó đội một cái nón lá. Ngọn đèn dầu lạc để trên đầu giường hát ra một thứ ánh sáng lờ mờ, không đủ để soi rõ khuôn mặt, khiến cho Lão Phú cảm thấy có chút lạ lẫm huệ hôm nay mày làm cái gì mà ăn mặc lạ thế lão phu trướng người dậy hướng ánh mắt về phía con hầu xong chỉ thấy nó đứng yên tại chỗ không có động thái gì ở cái con này không mau vào châm điếu cho ông lại muốn ăn vạ phải không lão sợ giọng hách dịch nhằm tỏ thái độ thị uy với kẻ hạ nhân nhưng trái với vẻ khúm núm vâng vâng vân dạ dạ như mọi khi lần này lão chỉ thấy con huệ cười lên khanh khách mà nói đúng ra chính cái giờ phút ấy phú máu cũng chẳng thể biết được ấy có phải đứa người làm mình mới mua về hay không mày mày lão phú hộ chỉ tay về phía cô gái lấy hết sức thốt lên rồi sau đó ngã bật ngửa ra tấm phản khi thấy chiếc nón lá được người kia từ từ bỏ xuống má phú máu hét lên một tiếng đầy kinh hãi cùng lúc này một tiếng sét từ trên tầng không rẽ mây đánh thẳng xuống sân nhà lão thứ ánh sáng xanh lẻ lẻ ấy trong một thoáng giây soi tỏ khuôn mặt trắng bệch xen lẫn những tiềm máu chẳng chịt tím ngắt như rễ cây của một người mà lão cứ ngỡ rằng không bao giờ gặp lại nữa bà phú lâm hôm nay nằm ở nhà trong đang thiêu thiêu dỗ giấc ngủ nghe thấy động liền vội vàng đi ra xong cũng ngã vật ra nền nhà một mép méo sạch thiếu điều đại tiểu tiện ngay tại chỗ cô gái hay nói chính xác hơn là hồn ma cô may đứng sừng sững ở đó ánh mắt trợn trừng lên Hai con người đảo qua đảo lại Nhìn vợ chồng nhà lão phú ông Ánh đèn dầu cũng bùng lên Rồi lại yếu dần Cứ thế lặp đi lặp lại Làm cho khung cảnh trở nên ma mị hơn Còn sắc mặt của cả hai vợ chồng lão phú máu Sau vài giây bị dọa nạt Chuyển hẳn từ xanh sang xám Máu trong người cắt mái Chưa chắc đã chảy ra một giọt mày, 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 tha cho ông Phú máu đưa hai tay ra trước mặt Xua lên liên lịa mồm run run nói bà phú cũng quỳ lết dưới nền nhà mặc cho bụi bẩn bám vào tấm áo lụa mới mua ở trên phố huyện mày ơi thả cho ông bà sao lại là ông bà chả phải tôi được cả vào nhà hai người rồi hay sao mày nói với một chất giọng đầy âm u ai oán xong từ từ ghé sát mặt mình đến chỗ phú mão lẫn trong từ cơn gió rít qua cánh cửa gỗ lim lão sừng như còn có thể nghe thấy âm thanh thở phì phò khó nhọc của một người bị siết chặt cổ cơn sợ hãi của phú mão lúc này đã lên đến đỉnh điểm khiến lão không thể nói thêm được bất cứ câu nào tay chân cũng cứng đờ như bị điểm huyệt còn bà phú lâm thì cũng đã lăn đùng ra đất ngất lịm tựa lúc nào trên khuôn mặt vẫn còn lộ rõ sự kinh hãi đến tột độ sao tính xin tha mạng sao hồn ma của mày rít lên the thé ánh mắt trợn trừng lên song mặt cô khẽ nhăn lại vì lẫn trong cái không gian ma mị ấy còn lẫn một mùi nghe thum thùm xem chừng lão ta đã sợ đến nỗi không thể kiểm soát được vấn đề đại tiểu tiện của mình cây giống cách nhà hào môn ăn nhiều thịt cá nó thối lại còn tanh ngòm khiến cho cô bất giác đưa tay lên bịt mũi lại lùi về phía sau một bước đồ chết tiệt mới dọa có tí mà đã thật là thối chết người ta mà hồn ma cô may nói Cùng lúc này bên ngoài có giọng của một người thanh niên vọng vào, nghe quen thuộc lắm. Này Thảo, em làm cho lão phú ai phong nhất vùng này đại tiểu tiện ra nhà rồi kìa. Kèm theo đó là một chàng cười nghe có vẻ chua xót bộ não đầy mưu mô của lão phú ông bắt đầu nhảy số. Thảo sao vậy? Thứ này chắc chắn không phải là... Chúng mày là ai? Phú Mão lấy hết sức bình sinh cản giọng Người thanh niên nghe thấy thế từ bên ngoài bước vào Đáp lại lời lão Có vẻ ông Phú Quên tôi hơi sớm rồi Lão Phú thấy khuôn mặt mình Liền thốt lên Thằng Tuấn Chẳng phải mày đã chết rồi hay sao Chết Có vẻ phu ông vẫn còn mong tôi chết Tuấn nhếch mép nói Phu ông trưởng mắt nhìn hai kẻ đang đứng trước mặt mình Với một kẻ lọc lõi Lão thừa biết mấy trò quỷ sự gần đây là do hai người này gây ra máu nóng dồn lên đến não phú máu đập tay xuống phản cái trầm gàn giọng mày mày chúng bay đâu lão phú máu gọi lớn để đám gia nhân chạy lên bao vây hai kẻ hỗn láo dám vào nhà hại mình nhưng đáp lại lời lão chỉ là tiếng gió rít ù ù ngoài sân mẹ kiếp cái đám chết tiệt chúng mày lão cản giọng mặt mũi từ tái đã chuyển sang đỏ bừng và tất nhiên ngoài sân vẫn không có tiếng ý ới của bất kỳ đứa gia nhân nào. Thôi, ông không cần phải phí sức nữa, chúng nó bị tôi xử lý hết rồi. Tuấn nhếch mép nói, Lão Phú nghe thấy vậy gàn giọng. Mẹ kiếp thằng chó. Rồi lao cái thây mập ủ của mình về phía Tuấn, chỉ thấy anh ta lách người qua một cách nhẹ nhàng, sau đó lại dựa vào sức nặng của Lão Phú máu, làm cho ta ngã sấp mặt xuống đất. Tiện thể Tuấn dồn hết sức mạnh vào đôi chân đá vào ngực lão phú một cái Âm thanh va chạm vào thịt nghe đánh bịch Kèm theo tiếng hự phát ra từ cổ họng phú máu Từ hai cái mép thâm xỉ của lão phun ra một búng máu Từng thớ cơ trên khuôn mặt con lại bị đau đớn Lão phú máu gồng mình trồm dậy Vùng cô đấm chống lại Nhưng sức của kẻ ngày đêm làm bạn với nàng tiên nâu Thì làm sao bằng một tay lực điền Hự, bịch Hai âm thanh vang lên cùng một lúc lão phú lại một lần nữa nằm trên nền nhà và lần này còn có một tiếng rắc phát ra từ cánh tay của phú mão lão phú cào lên đau đớn xem chừng cánh tay phải đã lạt lìa tuấn định vung chân đá bồi thêm một cú nữa thì lão đã ngoác mồm tha tha cho tao bên kia thảo chứng kiến một màn vật lộn của tuấn và phú mão trong vòng chưa đến nửa phút đã phân xong thắng bại tặc lưỡi lắc đầu tuấn sau khi hạ đo ván lá phú máu quay qua nói với cô em trói bà ta lại đi cô gái tên thảo nghe vậy đi xuống nhà dưới lấy một sợi dây trói chặt tay chân bà phú lại trông bà ấy bây giờ đúng thật là thảm thương có chết cũng không thể ngờ rằng một ngày mình sẽ bị một đứa dân đen khống chế bà ta mở mắt rồi lại bất giác hét lên một tiếng thất thanh khi thấy khuôn mặt cô giống may y đúc Phú Mão bên kia nằm sải lai trên mặt đất Một tay ôm cánh tay đã gãy Mặt nhăn nhó vì đau đớn Xem chừng sức lực trong người cũng chẳng đủ để chống cự Lão cố thốt ra mấy lời Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tuấn ngồi xuống thư thả lấy cho người ta một điếu thuốc Về châm lửa kéo một hơi thật dài Rồi ghé mặt về phía lão phú thở ra làn khói dày đặc Nếu ông muốn biết Thì tôi cũng chẳng ngại gì nói cho ông hiểu trước khi Tuấn nói rồi ngừng lại một chút Lão Phú máu thở dài một hơi Hết nhìn cậu thanh niên ngồi trước mặt mình Lại quay qua bà Phú đang luôn đẩy hướng án mắt sợ hãi về phía bọn họ Cô, cô không phải con mày Đó là em gái sinh đôi với cô ấy Tuấn đáp đổi kể lại sự việc xảy ra vào cái đêm đám gia nhân nhà Lão Phú đẩy anh xuống lòng sông đầu làng. Lúc đó sau khi bọn chúng đưa cô May rời khỏi đó không biết bằng một lý do thần kỳ nào đó mà tuấn bỗng dừng tỉnh lại dòng nước lạnh làm cho đầu anh đau buốt cảnh vật trước mắt lúc đó lúc tỏ lúc mờ không thể nào xác định được phương hướng tuấn theo bản năng dồn hết sức giữ cho mình không bị chìm xuống cho đến khi xung quanh chỉ còn một màu đen mịt mù không còn biết gì nữa có vẻ cậu ta có tiến triển tốt hơn rồi đấy bên tay tuấn tự nhiên vang lên giọng nói của một ông lão sau đó lại có tiếng trả lời của một người con gái nghe quen thuộc lắm Tuấn chớp chớp mắt mấy cái cảnh bật lờ mở trước mặt anh ta bắt đầu rõ dần Tuấn mấp máy đôi môi khô khốc rồi đưa ánh mắt nhìn xung quanh xong một vài tia nắng mai chiếu vào khung cảnh bên trong căn nhà gỗ cũ kính chứa đầy những thứ ngư cụ ánh mắt anh dừng lại chỗ cánh cửa cùng lúc đó có một ông lão từ bên ngoài bước vào cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại rồi ông lão nói tuấn gượng dậy nhưng vẫn còn choáng váng đành nằm xuống cháu cậu ở nằm nghỉ đi khổ bất tỉnh ba ngày nay rồi may mà ông lão nói tuấn đưa tay sợ lên đầu thấy chỗ vết thương đã được băng bó cẩn thận cảm ơn cụ tuấn đáp trong lúc anh định nói thêm câu gì đó thì ở bên ngoài có một cô gái bước vào vừa nhìn thấy người đó tuấn sững người vài giây rồi chồm người dậy muốn nhảy tới chỗ người ấy Mày trời đất sao em lại ở đây được? Cô gái nhìn Tuấn với ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. "Mày nào, em tên Thảo." "Thảo?" Tuấn nhíu cặp lông mày, đôi môi bất giác thốt lên, xong lại chớp chớp mắt mấy cái nghĩ mình hoa mắt vì vết thương trên đầu. Nhưng sau mấy lần dụi mắt trước mặt, vẫn là hình bóng của người con gái mình thương cô gái thấy thái độ người thanh niên trước mặt cứ nhìn mình hết chớp rồi lại dụi mắt liền nói có chuyện gì vậy anh tuấn nhíu mày nhìn người con gái đó đúng thật là cô ta giống với mày đến không thể tưởng tượng nổi cô đất giống với à nó là cháu ngoại tôi còn con bé kia có lẽ là ông lão nói chen vào xong lại khẽ thở dài một hơi ánh mắt hướng về phía xa xăm cô ấy là tuấn hỏi Ông lão quay qua đáp Cũng có thể người mà cậu nhắc đến Chính là chị xanh đôi với con bé Thảo Tuấn nghe xong hướng ánh mắt về phía Thảo hỏi Cô có chị em sinh đôi sao? Cô gái khẽ gật đầu Ánh mắt thoáng buồn Lúc nhỏ em có một người chị sinh đôi Nhưng đã bị dòng nước nỗ năm nào cuốn trôi cùng với mẹ em Chuyện này Chả lẽ cần lũ cuốn năm đó Tuấn nói bất giác anh nhớ lại mẹ mình đã từng kể đến cơn lũ khủng khiếp năm nào lúc mình còn bé. Rồi anh ta quay qua phía hai người nói. Mày khi xưa cũng là một cô bé bị dòng nước lũ cuốn trôi tới làng. Rồi anh kể lại câu chuyện mình được biết về May. Nghe xong, cô gái tên Thảo không giấu nổi cảm xúc nói. Vậy đúng là mẹ và chị gái con rồi ngoại ơi. Ông lão ngồi trầm ngâm, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Đúng là hữu duyên Ta không ngờ cậu thanh niên này lại là người yêu của cháu ngoại ta Nói rồi, ông lão lấy ra một tờ giấy nhỏ bỏ vào đó một ít lá thuốc cuốn lại châm lửa Rít một hơi bắt đầu kể lại Năm đó, ông và vợ chồng người con gái, tức mẹ của May và Thảo Sống với nhau ở trên mạn ngược Chồng cô vốn là một chàng trai mồ côi ở bản bên Vì cảm mến sắc đẹp của vợ mình Mà bỏ qua các tục lệ bên làng đó một mình qua đây xin ở rể và rồi sau hơn một năm Họ hạ sanh hai bé gái Hạnh phúc chưa tẩy gan Thì trong một lần đi rừng Chồng cô bị một con cọp già ăn mất xác Đến mấy ngày sau không thấy cậu con rể trở về Ông đi vào trong rừng Thì chỉ còn thấy được một ít thịt bầy nhầy Lẫn với mớ xương Bị nhai nham nhở bốc mùi hôi thối Nén đau thương Ông cởi áo nhặt từng mảnh thịt ra Còn lại quấn vào đó Đem về nhà cùng con gái Lập lên một cái mộ nhỏ Tưởng rằng từ đó hai cha con ông cháu rau cháo nuôi nhau cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng cuộc sống này chẳng để họ được yên ổn. Khi hai đứa bé gái vừa mới được vài tháng tuổi thì cơn lũ năm đó tìm đến. Trong đêm đen mịt mù giữa dòng nước lớn, ông chỉ kịp cứu thảo. Còn mẹ cô và người chị sinh đôi cứ thế bị dòng nước lớn cuốn đi. Ông lão dừng lại một chút nhìn Tuấn rồi rít một hơi thuốc dài. Tưởng rằng đời này không còn gặp lại mẹ con nó đúng là hữu duyên vậy con sắp gặp lại chị thương rồi thảo tươi cười nói tuấn nhíu mày hỏi thương đó là tên con bé thôi cậu nằm nghỉ xíu đi ông lão nói xong đứng dậy rời khỏi đó tuấn nằm thêm một chút rồi lại chìm vào giấc mộng anh cứ thế ở lại nhà ông lão được hơn một tuần chăng sức khỏe đã ổn định bèn cải trang quay về làng cũ tưởng chừng sẽ gặp lại người xưa nào ngờ khi về nơi ấy Mày đã ra người thiên cổ từ lúc nào Anh đành ôm mối hận trở về nhà ông lão đánh cá Biết được tội ác của lão Phú Ông lang Phú Hà Cả ba người bọn họ quyết định lên một kế hoạch báo thù cho mày Và những người đã bị vợ chồng lão Phú Hộ ấy hãm hại Mỗi một ngày Tuấn đều cải trang thành kẻ ăn mày Lê lết trong làng Theo dõi từng thói quen sinh hoạt của tất cả mọi người Nhà đại Phú Hào ấy Kể đến đây Tuấn nắm áo lão phú mão rồi nói Ông biết tại sao những sự ma quỷ của bọn tôi gây ra không ai có thể điều tra được không? Phú mão im lặng không nói gì Tuấn lại tiếp tục buông lời cứ như thể chỉ có một mình anh ta đang độc thoại Vì chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ kế hoạch để lấy mạng hai vợ chồng ông Giọng nói nghe lạnh lẽo đến giận người Nó làm cho bà Phú như bị một sức ép vô hình nén chặt lên cơ thể Muốn van xin tha mạng mà cũng không thể nào ú ớ được vì cái rẻ nhét chặt trong miệng. Tuấn quay qua nhếch mép, nở ra một nụ cười, nòm quỷ dị rồi từ từ tiến đến chỗ bà Phú Lâm. Giữa đêm khuya tĩnh mịch liên tục vang lên tiếng gào thét của lão Phú Mão. Mãi đến chiều hôm sau, con Huệ nằm ở dưới bếp mới tỉnh dậy, thấy trời đã chưa trời chưa chật, sợ ông bà Phú trách phạt, liền vội vàng chạy lên nhà trên thì lại thêm một phen kinh hãi khi thấy hai cái xác treo lơ lửng trong nhà lớn tiếng thét của nó làm cho đám gia nhân cũng bị giật mình tỉnh giấc thằng bếp nhìn thằng xe thằng xe nhìn thằng củi bấy giờ tụi nó mới biết đêm qua cả bọn bị ngủ mê song cả bọn lại vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng theo tiếng hét chạy tới chứng kiến sự việc cái chết bất thường nhà lão phú nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn tán cho đám dân đen trong làng Người ta nói nhà lão bị hồn ma của anh Tuấn về chị May quay về báo thù. Sự cứ thế đồn đại lên cả quan tây, khiến bọn mũi lo ấy đứng ngồi không yên, bèn cho lính gióng đến điều tra. Nhưng bọn này cũng chả tìm ra được manh mối nào của kẻ đã gây ra cái chết cho gia đình lão Phú Mão. Đã thế còn tốn vài con trâu của đám chức sắc trong làng. Cuối cùng, sự việc đó cứ thế chìm dần và quên lãng. Từ đó căn nhà lớn của lão Phú Mão cũng bị bỏ hoang, không ai dám bước chân đến, vì cái tin đồn nơi ấy có ma. Ngày qua tháng lại, có cây cứ thế mọc lên um tùm thành một đống đồ nát. Trong một căn phòng tăm tối nằm ở một nơi nào đó, gã thầy phong ngồi dựa lưng trên chiếc ghế gỗ. Trước mặt lão ta là một cái bàn chứa đầy những thứ bùa chú lằng ngoằng, một bát nhang lớn và trọng tâm là một hũ thủy tinh bên trong chứa cái đầu của cô may ngập trong thứ chất lỏng màu xanh nhợt nhạt lộ rõ phần da thịt bụng beo Hai mí mắt nhăn nhúm của cô từ từ mở ra trong tiếng cười đầy ma mị phát ra trong cuốn học lão thầy Pháp. Cuối cùng, ta cũng đã luyện thành công Phật Thiên Linh Cài. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện ngày hôm nay, một tập truyện rất là hay. À, không biết quý vị cảm nhận gì thì hãy để lại một vài bình luận xuống dưới video ngày hôm nay để cho Thuận được biết với nhé cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành lắng nghe cùng duy thuận xin suốt tập truyện ngày hôm nay ạ à. à, hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo trên kênh người dân đừng quay âm